Phần 4, những năm đi đầy, năm 1946 đến năm 1959. Hồi 24, chiếc tàu S. S. Laura Kin là một trong những chiếc tàu đáng lẽ đã bị loại nhưng vì chiến tranh nên đã được tiếp tục sử dụng thêm vài năm. Chiếc tàu này không đẹp, không duyên dáng, tiện nghi tồi, tốc độ chậm, thiếu an toàn, đã được sử dụng cùng với một số tàu đồng loại để chuyên trở trên tuyến đường Bắc Đại Tây Dương nguy hiểm. Đầu năm 1946 nó được sửa chữa sơn phết lại để dùng vào nhiệm vụ chở quân đội Mỹ về nước sau khi đã cùng đồng minh đánh bại quân phát xít và chờ các thứ hàng cần thiết cho quân đội Mỹ còn sống tại châu Âu, cũng như dân châu Âu đang bị đói. Người Mỹ không muốn họ làng vàng đến gần các kho hàng của mình. Sáng 9 tháng 2 năm 1946, tàu Laura Kin thả neo ở cầu tàu số 7 gần bến xe cuối cùng của Brooklyn. Trưa hôm đó tàu Laura Kin sẽ nhổ neo lên đường qua Ý, mang theo một hành khách đặc biệt, tên tội phạm nổi tiếng nhất nước Mỹ. Người ta đã đưa Charlie từ Cù Lao Ellis lên thẳng tàu, mở đầu những năm đi đầy của anh. Đó là buổi sáng tháng 2 lạnh lẽo, những cơn gió lạnh buốt thổi từng đợt qua cảng New York. Phóng viên các báo đã tề tựu trên bến cảng để chứng kiên việc ra đi của Luciano và tham gia một cuộc họp báo của cơ quan nhập cư và quốc tịch Mỹ, đồng thời là cơ quan được giao trách nhiệm đưa Luciano đi đầy. Nhưng khi các nhà báo đến cảng, họ biết không có cuộc họp báo nào, cũng không có lời tuyên bố nào, và cũng không được phỏng vấn. Luciano không muốn tiếp các nhà báo và với tư cách là một tội phạm liên bang, người ta phải tôn trọng nguyện vọng của anh chừng nào con tàu chưa vượt ra quá ba hải lý. Khi các nhà báo tìm cách lên tàu, họ vấp hải một hàng rào công nhân khuôn vác chặn lại và tống hỏi tàu theo lệnh của Albert Anastasia và Tony. Các nhà báo phản kháng với một viên chức của văn phòng tránh án có mặt tại chỗ nhưng lời phản kháng của họ bị bác bỏ. Các nhà báo đành phải đứng dưới bến, chịu đựng những cơn gió lạnh và bất lực đứng nhìn các công nhân khuôn vác đe dọa và chửi mắng họ. Hàng rào công nhân khuôn vác bỗng mở ra, nhường lối cho một đoàn xe du lịch bóng lộn chạy vào. Các màn tre trên xe đều kéo kín. Đúng giữa trưa, tàu Laura Kin bắt đầu rời bến và hướng ra khơi các nhà báo và những người khác đứng dưới bên cách xa con tàu hàng trăm mét đã không được biết tí gì về những chuyện xảy ra trên tàu. Vài ngày trước khi lên tàu, Polakov, Lansky và Costello đến gặp tôi ở Cù Lao Ellis. Họ nói họ sẽ tốt chức lễ tiễn biệt rất trọng thể trên tàu và bạn bè từ khắp nơi trong nước sẽ có mặt. Họ hỏi tôi có cần gì không? Tôi nói với họ rằng, bác, em tôi, cách đó vài hôm đã đem tới toàn bộ áo quần mà tôi giao cho nó giữ lâu nay. Tuy người ta có tin hay không, nhưng tôi cũng phải nói rằng toàn bộ áo quần này giờ hơi chật vì tôi đã béo lên nhiều, nhờ ăn uống tốt trong thời gian ở Great Meadow. Chúng tôi định đưa tất cả đồ đạc riêng từ khách sạn Andorp lên tàu, nhưng tôi nói rằng Frank Adonis sắm cho tôi những áo quần đúng mốt mới trong cửa hiệu sang trọng ở New York và kích thước phải rộng hơn một chút. Tôi nghĩ rằng, trong hai tuần lênh đênh trên biển, tôi sẽ béo lên nhiều trước khi đặt chân lên Ý. Tôi cũng nói với họ là phải cố gắng lo liệu vấn đề tài chính vì tôi cần khá nhiều tiền khi tôi đến Ý, cả cơ nghiệp mà Luciano đã thu vén bao năm, một cơ nghiệp rất lớn nhưng đã bị hao hụt nhiều trong những năm ở tù. Những chi tiêu cho vụ án, kháng án và những kế hoạch khác trong gần 10 năm qua đã tốn khoảng 1 triệu đô la. Ngoài ra, anh ta vẫn giữ phần đóng góp chung vào những chi tiêu cần thiết của tổ chức và bảo đảm giữ vững cương vị của anh trong thời gian anh vắng mặt. Có người nói rằng năm 1946 khi tôi rời nước Mỹ, tôi mang theo từ 1 đến 14 triệu đô la. Đó là chuyện bịa đặt, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ cải chính. Tôi rất hiểu những người ý đồng hương của tôi, và tôi biết rằng tôi sẽ được kính trọng nhiều hơn với tư cách là nhà triệu phú chứ không phải là Charlie Lucky trùm gangster nước Mỹ. Khi tôi bảo Meyer lo liệu tiền bạc thì quả thật tôi đang thiếu tiến. Anh ta nói với tôi. Đừng quan tâm về vấn đề này vì mọi người đến dự tiệc sẽ mang tiền đến. Tôi sẽ thừa tiền, Mayer còn hỏi tôi có cần gì cho chuyến đi nữa không. Tôi nói, "Ồ, ý kiến hay đấy, tôi cũng cần một vài người đi cùng cho vui trong thời gian vượt biển." Lúc đầu tôi nghĩ rằng Gay Oclova sẽ đi với tôi, nhưng cô ta gặp khó khăn trong vấn đề hộ chiếu nên đành từ bỏ ý định đó. Khi nghe tôi nói đến gái, Lansky cười to và nói, Charlie ạ, à, tôi đã lo liệu việc này." sẽ có ba cô gái tuyệt đẹp cùng đi với anh chúng tôi đã thỏa thuận điều này với văn phòng Dewey chúng tôi cũng đã cho các cô gái một số tiền đủ để các cô đi nghỉ mát ở paris trên đường về nước khi nghe meyer nói quả thật tôi chẳng lấy gì làm vui vẻ lắm chúng tôi vô đần biết là meyer khá vụng trong chuyện gái và nếu như hắn đứng ra chọn gái cho tôi thì chắc chắn là chọn những cô chẳng ra gì khi tôi nói thật điều này thì frank và meyer bỏ ra cười cuối cùng frank nói rằng họ đã giao nhiệm vụ này cho dâu Adonis vì anh ta là chủ hộp đêm Copacabana nổi tiếng là có nhiều gái đẹp. Như thế là tôi yên tâm về mặt này. Sau đó, họ xoay qua bàn về việc phân chia các quyền lợi của Luciano, vấn đề ủy nhiệm quản lý các quyền lợi này khi anh đi xa. Costello được giao phụ trách các sòng bạc trong toàn nước Mỹ, trừ khu vực Miami, Havana và một số phòng sắp mở ở Bahamas thuộc quyền của Lansky. Lutz, Torrio, Scalise, Adonis và nhiều người khác được phân công trong đó có cổ phần của Luciano. Có một điều làm tôi lo lắng và sau này mới bộc lộ ra sau khi tôi qua Ý, chúng tôi đã bị gạt khỏi nhiều ngành hợp pháp mà các bạn bè tôi đã thâm nhập vào được trong và sau chiến tranh. Vì vậy, có một phần trong kế hoạch, tôi chỉ nói riêng với Lansky. Tôi giao cho anh tiến hành việc này để thử xem tình hình đến đâu. Ngày cuối cùng ở Cù Lao Ellis, Lansky và tôi họp riêng. Tôi nói với anh ta một điều mà ngoài anh ta không ai được biết, tôi đã móc nối với bên Ý để xin nhập cảnh với cái tên thật là Salvatore Lucania và điều này sẽ có lợi cho tôi, nếu tôi muốn đi Cuba, Mexico và các nước Nam Mỹ. Tôi nói với Mayer là tôi dự định nằm yên 6 tháng để thích ứng với tình hình Ý và móc nối với các cá nhân cần thiết chứ không giao người khác làm thay tôi. Tôi nói với anh ta rằng nếu việc về Mỹ khó khăn thì tôi sẽ xin nhập quốc tịch Cuba và từ đó điều hành công việc ở Mỹ. Tôi cũng nói với Lansky rằng tôi muốn anh ta thu xếp một cuộc họp vào cuối năm 1946 với sự có mặt của những thủ lĩnh cao nhất. Tôi muốn nói tới những người đứng đầu các nhóm và tất cả các thành viên trong hội đồng cần thu xếp cuộc họp này ở Havana vào khoảng lễ Noel. Vào thời gian đó, người ta đi lại dễ dàng hơn với danh nghĩa đi nghỉ mát, nghỉ lễ và sẽ không thu hút sự nghi ngờ. Tất nhiên tôi còn có lý do để chọn Havana. Chiến tranh đã chấm dứt, người ta ùn ùn kéo đi Cuba là nơi thủ tục ra vào tương đối dễ dàng, có nhiều sòng bạc tốt và phụ nữ đẹp. Với điều kiện như vậy, Lansky và ông bạn Batista của hắn đang thu tiền như nước và tôi không có ý định đứng ngoài cuộc. Batista chưa phải là tổng thống, nhưng tổng thống đương nhiệm Ramon Grau San Martin là người của hắn. Khi nói với Lansky các chi tiết kế hoạch của tôi, tôi muốn thử lòng trung thành của anh ta. Điều đó có nghĩa là tôi muốn rút ngắn khoảng cách 4.000 hải lý mà Dewey đã áp đặt để cách ly tôi với New York thành còn 90 hải lý, giữa Miami và tôi nằm ở Havana. Lansky biết rằng tôi muốn tận dụng quan hệ Lansky và Batista để thực hiện kế hoạch. Còn có một vấn đề nữa Luciano phải giải quyết ở Cù Lao Ellis. Đó là vấn đề Genovese đang nằm trong tù chờ tòa tuyên bố đình chỉ việc truy tố hắn trong vụ giết Bocha. Luciano nói với Costello, Adonis, Lucis và Anastasia rằng, tất nhiên tôi rất bực mình. Bản thân tôi đang bị tống cổ ra khỏi nước Mỹ vì một việc mà tôi chẳng hề làm. Đồng thời tôi lại phải giúp đỡ một thằng con hoang được tự do đi dạo trên New York. Tôi nhắc nhở Tommy và Albert đừng quên một việc mà họ đã biết. Điều này xảy ra năm 1943. Hồi đó chiến tranh đang còn diễn biến có lợi cho Mussolini. Vito Zenovis luôn luôn tỏ ra là một người bạn tốt của tên trùng phát xít Ý. Hồi đó, ở New York, có một nhà báo tên là Carlo Cesca. Ông ta kịch liệt chống Mussolini và trên tờ báo của ông ta, mang tên là, cái búa, không có số nào mà không chửi rủa Mussolini. Điều này làm tên Mussolini rất tức giận. Anh biết Zenovis đã làm gì không? Hắn nói với Mussolini đừng quan tâm về vấn đề này và hứa là hắn, Don Vito, sẽ thu xếp việc này. Thế là hắn tự ý thuê Tony Bender ám sát Cheska. Cheska đã bị bắn chết ngay giữa ban ngày khi anh ta vừa ra khỏi xe ở đại lộ số 5. Anh ta bị giết bằng một viên đạn vào lưng. Tôi biết tin này khi còn nằm trong nhà tù Great Meadow và tôi định tâm sẽ có ngày thanh toán việc này với Vito và Bene. Luật của hội đã tuyệt đối cấm không được giết bất cứ ai ngoài hội mà không được sự đồng ý của hội đồng. Tôi có linh tinh báo rằng có ngày nào đó Vito sẽ gây nên chuyện rắc rối với tất cả mọi người tôi nói với mọi người là tôi sẽ có biện pháp đặc biệt đối với Vito. Họ phải chịu trách nhiệm với tôi, giữ thế nào để Genovis khỏi dính vào các trò bẩn. Sau khi ra khỏi nhà tù, Vito phải trở lại làm việc cho tôi như trước. Bất cứ lúc nào hắn dở trò thì phải lập tức báo cho tôi biết ngay. Genovis được thả vào tháng 7 năm 1946. Tòa án Brooklyn đã phải miễn cưỡng thừa nhận rằng họ không đủ cơ sở truy tố hắn. Như vậy, trước khi ra đi, Luciano đã bàn bạc công việc ở Cù Lao Ellis. Ở trên tàu chỉ còn việc liên hoan ăn uống. Bạn bè của anh lên tàu tiễn biệt anh. Còn đối với gia đình, họ hàng thì buổi tiễn đưa đã diễn ra vào giờ cuối cùng trên Cù Lao Ellis. Mẹ tôi và bố tôi đã không có mặt khi tôi ra khỏi nhà tù. Tôi không muốn các anh chị em của tôi phải buồn phiền hoặc mang tai tiếng. Tôi cũng không muốn họ có mặt trên tàu từ biệt gia đình không phải là chuyện dễ dàng bởi vì đó là gia đình của tôi và tôi rất yêu thương gia đình tôi ngoài ra đối với những người sicily dù trong cuộc sống riêng anh có làm việc gì đi nữa thì tình cảm trong gia đình vẫn không có gì thay đổi khi chúng tôi từ biệt nhau ai cũng khóc kể cả tôi tôi nói gia đình đừng lo lắng cho tôi rằng tôi có kế hoạch để trở về nhưng bao giờ về thì không thể hẹn trước được khi Luciano đặt chân lên tàu Laura buổi sáng ngày 9 tháng 2, mọi việc đã sẵn sàng. Một tủ áo quần mới đã được đưa lên cabin của anh. Ba cô gái do dâu Adonis chọn với sự góp ý của Virginia Hill tình nhân cũ của dâu đã chờ sẵn ở cabin bên cạnh. Trên các bàn tiệc, đã bày sẵn những thức ăn ngon nhất, gà Tây, thịt bò nướng, các đặc sản khác của Ý, rượu sâm banh Pháp hào hạng, đủ loại rượu vang và rượu mạnh bạn bè thân nhất của Luciano có mặt ở đấy, Lansky, Costello, Sicho, Moretti, Zuman, Lucis, Adonis, Bernano, Anastasia, Magandino và nhiều người khác. Anastasia đã dẫn Carlo Gambino đến dự tiệc, hắn là một tay trùm chợ đen về thực phẩm và xăng dầu, mới trở thành một trong những thủ lĩnh quan trọng của Brooklyn. Hầu như trên tàu Laura Kin không vắng mặt một thủ lĩnh quan trọng nào của thế giới ngầm. Đối với một số, đây là cuộc họp đầu tiên sau bao năm hoạt động riêng lẻ. Phil Caston ôm hôn Oni Madden, còn Maudala chùm ở Cleveland thì cười toét miệng chào những người bạn từ Philadelphia đến. Những khách có mặt trong buổi tiệc không phải chỉ toàn là những thủ lĩnh của thế giới ngầm. Một số nhân vật cao cấp của chính giới cũng có mặt hoặc cử đại diện đến. Suốt đời tôi, tôi đã giúp cho hơn 80 chính khách quan trọng thắng cử cho nên tối thiểu họ cũng đến đây để uống một cốc sâm banh từ biệt và chúc tôi lên đường bình yên. Tay chân của Anastasia đã xua các nhà báo ra khá xa và không một ai chụp được bức ảnh nào ra cho. Đó cũng là cách trả thù của tôi đối với cái thói thích chuyện giật gân của họ. Bữa tiệc đã diễn ra rất vui vẻ. Hình như mọi người đều nghĩ rằng chuyến đi này không phải là vĩnh viễn mà Luciano chỉ đi nghỉ mát một thời gian và sớm trở lại New York. Đang vui vẻ thì tàu Laura Kim nhổ neo. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình đơn độc, đúng ra không phải tôi ra đi một mình, bởi vì đã có ba cô gái đẹp đang chờ sẵn ở phòng bên và ba cô đang có bữa tiệc riêng của mình. Ngoài ra, cùng đi còn có khoảng 15 người khác cũng bị đi đầy. Tôi chỉ quen một số người trong bọn họ, tuy nhiên, tôi thật sự cảm thấy rằng tôi đang ở một nơi xa lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy cay đắng khi nghe tiếng còi tàu cất lên. Trong đời tôi, tôi đã có một lần có cảm giác như vậy. Đó là khi cánh cửa của nhà tù Danemora đóng lại sau lưng tôi. Hôm đó là một ngày gió rét, nhưng tôi vẫn đứng mãi trên bong tàu nhìn những ngôi nhà chọc tròi ở Manhattan xa dần, xa dần. Tôi nhìn về phía bức tượng nữ thần tự do và tôi cố nghĩ rằng tôi chỉ đang đi nghỉ mát một thời gian ngắn. Và sẽ có một ngày rất gần tôi có thể nói vui mừng được gặp lại nữ thần tự do chứ không phải tạm biệt bà trong lúc này. Đến lúc này tôi chợt nhận ra là tôi không phải có một mình đứng gần đấy có hai gã chứ chằm chằm nhìn tôi một trong hai gã này là người của cục nhập cư nhiệm vụ của hắn là không để tôi nhảy xuống biển chừng nào chiếc tàu chưa ra giữa đại tây dương còn gã thứ hai thì mãi nửa giờ sau tôi mới biết là ai con tàu laurakin bỗng nhiên dừng lại vì có một chiếc tàu chữa cháy đuổi theo và kèm sát một bên tôi thấy một người mặc áo khoác bước lên tàu đó chính là ngài thị trưởng đáng kính mến bill O'Doyer. Ông ta khoác vai tôi đồng thời tay kia khoác vai người đồng hành bí mật. Cả ba bước vào cabin của tôi, O'Doyer nói với tôi, Charlie, xin giới thiệu đây là Murray Weiston, một người rất tin cẩn của tôi. Anh làm việc trong bộ tham mưu của đại úy bồ, nhiệm vụ của anh là không để ai quấy rầy anh, tôi đã nhân danh cá nhân bảo đảm là anh sẽ không nhảy xuống biển để tẩu thoát. Đó là lý do tại sao có một nhân viên của cục nhập cư trên tầng. Charlie ạ. À mong rằng anh đừng làm tôi bị tai tiếng về anh tôi nói bill anh đừng lo ngại việc này tôi muốn anh biết rằng tôi đánh giá cao việc anh đích thân ra tiễn tôi hắn trả lời charlie ạ à, tất cả những cái gì tôi đang có đều nhờ anh anh biết rằng tôi không thể có mặt ở bến tàu được nhưng tôi cũng không thể để anh ra đi mà không đích thân đến bắt tay và chúc anh bình yên tôi nghe hắn nói mà cảm thấy lợm giọng hắn vỗ vào lưng tôi và nói tạm biệt bằng tiếng ý Tôi bật cười vì cái giọng Iceland của hắn. Đó là sự tiễn biệt cuối cùng bên trong giới hạn ba hải lý. Từ đó trở đi, xung quanh tôi toàn là nước. Từ trên con tàu tôi chỉ còn nhìn thấy đại dương mênh mông. Đến phút này tôi đang trên đường về Ý và điều đó chẳng làm tôi thích thú chút nào. Hồi 25, con tàu Laura Kin còn xa mới được như tàu Queen Mary. Chỉ cần một con sóng nhỏ là chúng tôi ai nấy ném phao cấp cứu xuống biển. Riêng tôi vốn không phải là người quen đi biển. Tôi nhớ hồi ở Miami, cứ mỗi lần ra khơi câu cá, tôi luôn bị say sóng. Vì vậy đêm đầu tiên trên tàu Laura tôi say sóng như tử, người sám mắt lại từ đầu đến chân. Và tôi chỉ nằm yên trong cabin, 19, tôi bỗng nảy ra ý định mở hòm quần áo to nhất do Costello và Adonis chọn cho tôi. Còn những hòm khác nhỏ hơn là những áo quần cũ do tôi giữ lâu nay. Suốt ba tiếng đồng hồ, tôi thử hết áo này đến quần khác, lần lượt, thử tất cả số sơ mi và áo quần lót trong bốn thùng. Cuối cùng có tiếng gõ cửa và Murray Weistie bước vào, khi anh ta đưa mắt và nhìn thấy 500 loại áo quần khác nhau vất lung tung trên sàn nhà, bàn, ghế, giường thì anh ta phá lên cười. Charlie, anh làm cái trò khỉ gì vậy? Tôi trả lời, còn cái trò gì nữa? Tôi đang thử áo quần, Weistie lắc đầu và nói. Dù tôi có kể lại chuyện này cũng chẳng ai tin. Tôi biết, anh không phải thử áo quần mà chính là anh đang sợ không dám ra khỏi phòng và nói chuyện với ba nàng tiên xinh đẹp đang ngồi chờ anh từ 9 giờ sáng đến giờ. Tất nhiên là anh ta đoán đúng, điều đó làm tôi thoải mái, bớt lúng túng. Tôi thật sự lo lắng không biết nên chọn thế nào, có một điều tôi không biết người ta đã nói với ba cô rất kỹ về tôi. Ba cô biết rất rõ làm tôi đâm ra nhút nhát. Vì vậy ba cô đã tung một đồng xu để xem cô nào sẽ ngủ với tôi trước cô billy đã gặp may đó là một cô gái tóc vàng người cao và có những đường nét nở nang không thể tưởng được khi tôi bước ra cô ta đã chờ sẵn cô dẫn tôi vào cabin riêng của cô trên bàn đã dọn sẵn đủ các thức ăn rượu uống cá chích kem phô mát và trứng cô ấn tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu chốt rượu có lẽ cô ta nhìn thấy nét mặt của tôi ngơ ngác và có vẻ buồn cười mà cô mỉm cười và nói với tôi: "Nếu anh cùng đi với một cô gái do Thái thì trước hết anh phải học cách ăn sáng của người Do Thái. Tên thật của em không phải là Belly mà là Rebecca. Từ đây đến ý, anh hãy quên cái tên Belly và gọi là Becky. Chỉ có người thân mới gọi em như vậy." Tôi đã ở lại phòng cô ta đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Khi ra khỏi phòng, tôi không còn say sóng nữa mà chỉ thấy mệt Tôi không phải là người có tài trong nghệ thuật làm tình, ấy thế mà chỉ vài ngày sau, ba cô gái đã bắt đầu đánh lộn nhau vì tôi. Bây giờ việc tôi ở 9 năm rưỡi trong tù không còn vấn đề gì nữa. Tôi phải nhờ đến Murray để xua các cô đi mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Khi tôi nghe ba cô chửi bới nhau, rằng sẽ nhau, vì cô nào cũng muốn đến lượt mình được ngủ với tôi. Giờ phút đó tôi mới cảm thấy tôi thực sự được tự do. Luciano còn có nhiều lý do khác để cần được an toàn. Khi đã ra ngoài khơi, anh bắt đầu mở các phong bì mà bạn bè đã giao cho anh khi chia tay. Anh cộng lại được 165.000 đô la tiền mặt. Số tiền này không gây một ấn tượng nào với anh. Số tiền đó chỉ vừa đủ cho những chi tiêu mà anh đã dự tính trước khi bước lên nước Ý. Hơn nữa Costello, Adonis, đã hứa sẽ thường xuyên gửi tiền cho anh. Đó là số tiền từ những nguồn lợi mà anh đã giao phó cho họ cai quản. Hai tuần vượt biển là cơ hội đầu tiên trong gần 10 năm qua để anh có thể nghỉ ngơi và bình tĩnh suy nghĩ về tương lai của mình. Anh chẳng hề để ý gì đến các tù nhân cùng đi trên tàu. Họ bị cảnh sát canh gác cẩn mật ở cầu tàu dưới. Có một số trong bọn họ là người trong tổ chức của tôi và đã có lần tôi gặp họ. Điều đầu tiên họ nói với tôi là họ hy vọng rằng khi nào đến ý tôi sẽ che chở cho họ. Tôi đã nói với họ là đừng hy vọng gì ở tôi. Hơn nữa ai mà biết được là trong bọn họ chẳng có một thằng điên có thể làm điều bây bạ rồi cứ bám chặt lấy tôi khắp nơi. Tôi chẳng dám liều như vậy, suốt thời gian vượt biển, Luciano sống với ba cô gái, trò chuyện với Vice Style và thực hiện một chương trình thể dục rất đều đặn. Kể cả tập cử tạ nhằm giảm cho kỳ được gần 8 cân mỡ mà anh đã tích lũy trong thời gian ở nhà tù Great Meadow để trở lại tình trạng tốt như khi vào tù. Khi tôi bước chân lên đất Ý, tất cả áo quần của tôi cả cũ lẫn mới đều vừa xít như người ta đeo găng tay. Có lẽ tôi là người ăn mặc sang nhất trong số những người cùng đến. Mỗi ngày tôi thay một bộ sơ mi, áo lót, áo quần ngủ của tôi, đều mang nhãn của các hiệu sang trọng. Về sau tôi mới biết là có bàn tay của gây Oklova, bởi vì cô ta cũng rất sành án mặc chẳng kém gì Anu Trong những phút ngồi một mình, Luciano suy nghĩ nhiều về một vấn đề nghiêm trọng mà anh phải giải quyết trước khi ra đi đó là việc làm ăn của Trô ở Las Vegas, và việc anh ta xây dựng khách sạn Flamingo, đồng thời là một sòng bạc. Chi phí xây dựng khách sạn đã vượt quá xa những tính toán ban đầu. Tôi có cảm tưởng như hắn đã vung ra hàng mấy triệu đô la để xây dựng một khách sạn và sòng bạc xa xỉ ngay giữa lòng một sa mạc chết tiệt. Điều gay gâu nhất là Joe Adonis nói với tôi rằng, si mê Virginia Hill như điếu đổ. Người ta xì xào rằng, Sicho đã lấy tiền trong quỹ xây dựng để chi cho cô ta mà không nói với ai cả. Tôi cũng biết rằng Lansky chẳng ưa gì Sicho. Sự kinh địch này không phải do việc xây dựng khách sạn mà nó bắt đầu từ hồi Sicho và Lansky tách nhau ra và Sicho rời về California. Sự hụt hạc này giữa hai người tuy vậy chưa bao giờ bùng lên cả. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Đây là một vấn đề phức tạp vì hội đồng không giải quyết được. Lý do vì hai người là do Thái và họ không có quyền bỏ phiếu. Suốt chuyến đi qua Ý, tôi nghĩ mãi về vấn đề này nhưng chưa tìm được cách nào giải quyết. Cuối cùng, cảng Genoa đã hiện ra ở chân trời. Trước khi tàu cập bên, Luciano đã mở một bữa tiệc trên tàu. Đây là bữa tiệc đầu tiên của anh sau hơn 10 năm. Trước khi lên đường, anh đã yêu cầu chuẩn bị sẵn thức ăn cho bữa tiệc này. Tôi nói với họ là tôi muốn đặt chân lên Ý một cách đàng hoàng giống như tôi là thuyền trưởng chứ không phải là người đi đầy. Tôi vui mừng là đã đến nơi an toàn, không bị sứt mẻ gì. Bởi vì sau bữa tiệc mỗi người trên tàu đều say mềm. Từ người lái tàu cho đến thợ máy, chúng tôi đã cập bến buổi sáng hôm sau trong tình trạng lúng túng như vậy. Tôi chỉ cảm thấy rằng, trên bến tàu đầy cảnh sát và các loại viên chức. Tôi nhận ra một số khá lớn những cảnh sát vũ trang, với những bộ cảnh phục ngộ ngĩnh với những chiếc mũ trông giống như đội quân của Napoleon. Ngoài ra có khá nhiều mật vụ và viên chức hải quan mặc đồng phục. Tôi cũng còn nhận ra khoảng một chục người thuộc đội cơ động và một số khác thuộc đơn vị Gardier G. Finanzer, một thứ quân cảnh chuyên chống buôn lậu thuốc phiên. Thế là chuyến đi tuyệt diệu chấm dứt và tôi đánh hơi ngay được rằng tôi sẽ còn gặp nhiều chuyện lôi thôi. Hồi 26, đầu năm 1946, khoảng 8 tháng sau khi chiến tranh chấm dứt ở châu Âu. Genoa, một hải lớn của Ý, chật đủ các loại tàu, từ tàu chiến của đồng minh đến các tàu đánh cá bé tí. Việc tàu Laura Kin cập bến lẽ ra không ai chú ý đến. Nhưng đây là con tàu chở Charlie Lucky Luciano, dù cho trong danh sách hành khách anh ghi là Salvatore Lucania. Các viên chức mò lên tàu, lúc đầu cố ý lờ anh đi và chỉ làm thủ tục với các hành khách khác. Đó là 15 người Mỹ gốc Ý đi đầy và ba cô gái Mỹ. Sau đó mới đến lượt Luciano, phải hết hơn 2 giờ đồng hồ, họ mới mò đến tôi. Tôi đứng ở bong tàu nhìn bọn người Ý la hết ẩm Ý, nước bọt phun ra đầy sàn tàu và cãi cọ vì bất cứ lý do gì. Có khoảng 25 tên mặc quân phục chạy đi chạy lại, và tên nào cũng tỏ ra mình có quyền hành hơn người khác. Murray Heistie bước lên và đến gần tôi, anh nói với tôi, Charlie ạ, à, tôi rất khổ tâm phải nói với anh rằng, chúng ta sẽ gặp rắc rối đây. Tôi rất cảm động khi nghe anh ta dùng chữ, chúng ta. Anh ta nói tiếp, hình như bọn ý được lệnh của bộ nội vụ ở Rome là phải chờ ngay anh về quê anh ở Sicily. Tôi không thể tin vào tai tôi được. Tôi bắt đầu la hét, thế có nghĩa là tôi phải sống trọn quãng đời còn lại ở Lecara Fredia. Sao lại có chuyện quỷ quái này? Tôi đã mãn hạn tù và tôi nghĩ rằng tôi sẽ được tự do. Kẻ nào đã làm hại tôi như thế này? Murray lắc đầu, tôi chợt nhận ra anh ta lúng túng khó xử. Anh ta chẳng mang ơn huệ gì với tôi cả nhưng anh ta nói với tôi điều đó để tỏ ra là người bạn tốt. Anh ta tiết lộ rằng, Ensinger, Cục trưởng Cục chống nhà phiến của Mỹ, đã ra lệnh canh gác tôi suốt 24 tiếng đồng hồ. Weinstein còn nói thêm, Charlie ạ, à, đến đây thì tôi không còn quyền hành gì nữa. Tôi chỉ là nhân viên cảnh sát quen của New York, còn bọn họ đã nhận được lệnh từ nước Mỹ. Họ nói Washington cho rằng anh đã chịu nhận đi đầy để có thể từ phía bên này Đại Tây Dương điều hành toàn bộ hệ thống buôn lậu thuốc phiên. Tôi định làm ầm lên, nhưng Murray ngăn tôi lại. Anh nói, Charlie, anh hãy bình tĩnh lại. Anh có một số bạn bè ở đây, nhưng anh phải nhớ rằng các viên chức người Ý đều chịu sự chỉ huy của quân đội Mỹ đóng ở đây. Người Ý đã thua trận và vì vậy, Mỹ muốn gì được nấy. Anh phải thấy điều đó và kiên trì chờ đợi họ sẽ còn gây cho anh nhiều rắc rối lôi thôi. Cho nên, tốt hơn cả, anh phải hết sức bình tĩnh. Tôi không còn cách nào khác là phải làm đúng lời khuyên của anh ta. Tôi rất buồn khi phải bắt tay từ biệt anh ta từ đêm qua, bởi vì tôi không thể làm điều đó trước mặt mọi người. Tôi đã biếu anh 5.000 đô la vì anh tỏ ra là người bạn tốt. Nhưng Murray không nhận một xu, cả ba cô gái cũng vậy. Họ nói rằng họ không thể nhận tiền của tôi vì họ không thể nào đền hết ơn tôi đã tạo cho họ có chuyến đi tuyệt vời. Sau đó, người ta đưa tôi xuống phòng lớn, nơi đã diễn ra bữa tiệc tiễn đưa và cho đến bây giờ trong phòng vẫn còn ngổn ngang như một cơn bão thổi qua. Một người có vẻ là sĩ quan, với dây dợ chằng chịt ở vai và ngực, nói với tôi rằng, ông ta rất lấy làm tiếc vì những điều ông ta phải làm. Ông ta nói, đáng lẽ ông ta để mặc tôi muốn đi đâu thì đi ở đâu thì ở. Ông ta cố giải thích cho tôi rằng chính người Mỹ đã yêu cầu đưa tôi về Lekara Freddy và cần phải có thời gian để làm thủ tục. Nếu như tôi không phản đối thì họ sẽ tạm giữ tôi cho đến khi mọi việc thu xếp xong. Nhưng tôi cũng đoán biết là họ sẽ giữ tôi không phải là ở khách gạn mà sẽ tông tôi vào một nhà tù với cửa sổ có song sắt. Một cảnh tượng mà tôi đã phát ngấy, lúc đầu Luciano tưởng rằng anh chỉ phải chờ đợi trong nhà tù vài tiếng đồng hồ là cùng, nhưng anh đã lầm. Sau một ngày, khi anh đã mất bình tĩnh và kiên trì, một nhân viên cảnh sát nói với anh, anh phải chờ ít nhất từ 5 đến 6 tuần. Tôi đi đi lại lại như một thằng điên trong phòng giam. Đầu đau như bị ai quất một gậy vào, người ta chỉ cần ký một tờ giấy là có thể đưa tôi đi Palermo. Tôi nói với viên cảnh sát, anh nói cái gì, tôi chẳng hiểu, 5, 6 tuần là thế nào. Với 5, 6 tuần, tôi có thể đi nửa vòng quả đất. Thế mà với thời gian đó, các anh chỉ đưa tôi đến Palermo thôi à?" Viên cảnh sát nhìn tôi, mở rộng đôi tay và nói, "Thưa ngài Lucania, chúc mừng ngài đã đến Ý." Thằng cha ấy đã cho tôi một bài học. Tôi nhận ra rằng, tôi chẳng khác gì con cá tách khỏi nước. Nếu tôi vẫn tiếp tục nghĩ rằng tôi là người Mỹ đang sống ở nước Ý thì không phải tôi muốn gì cũng được. Thời gian ở đây không có ý nghĩa gì, chẳng phải như ở New York. Sáng hôm sau, những rắc rối của Luciano bỗng nhiên biến mất mà chẳng có sự giải thích nào. Người ta đưa anh ra khỏi phòng giam, có hai cảnh sát vũ trang ăn mặc chỉnh tề đi kèm và đưa thẳng anh vào một cabin loại một trên một con tàu đi Palermo, thủ phủ của Sicily. Khi đến đây, anh được giao lại cho sở chỉ huy cảnh sát địa phương. Các viên chức cảnh sát ở đây có một thái độ khác các đồng nghiệp của họ ở Genoa đối với các mệnh lệnh từ Mỹ. Viên đại úy chỉ huy cảnh sát nói với Luciano thưa ngài Lucania, so với các đồng nghiệp của tôi ở Genoa thì chúng tôi ở Sicily xa Rome nhiều hơn. Điều đó đã làm chúng tôi cảm thấy độc lập hơn đối với những thế lực chính trị không cần thiết. Đối với chúng tôi, ngài là một người trở về sinh quán của mình sau bao nhiêu năm xa cách. Ngài cần được yên tĩnh, có thể sau một thời gian ngắn, chúng tôi sẽ thu xếp để ngài được đi lại tự do. Ngược lại, chúng tôi xin ngài đừng gây khó khăn cho chúng tôi chúng ta có thể thỏa thuận điều này chứ viên đại úy chia tay ra luciano bắt tay hắn và gật đầu tôi không biết nên tả lại giây phút đó thế nào có điều tôi thấy ngay ra rằng viên đại úy và tôi trước hết đều là người sicily đó là nền móng của mọi việc về viên đại úy không có điều gì mờ ám đáng nói bởi vì sau này hắn vẫn tỏ ra là vững vàng như các tảng đá của gibraltar hắn ta chỉ nghĩ rằng các thủ tục rắc rối ở Genoa chỉ là một chuyện khôi hài. 20 và cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tàn phá của chiến tranh. Mặc dù chiến tranh đã chuyển từ Sicily qua đất liền từ hai năm trước. Thị trấn Palermo chỉ còn lại đống gạch vụn. Thỉnh thoảng, một bức tường của ngôi nhà cao tầng in bóng trên nền trời. Từ các đống đổ nát vẫn bốc ra một lớp bụi mù và mùi gỗ cháy. Khắp nơi có người ăn xin, mỗi lần xe dừng lại là họ bao vây lấy luciano móc túi ném một số đồng xu qua cửa sổ và anh ta cảm thấy ghê sợ khi trẻ con và người lớn giành giật nhau một cách thô bảo vì một đồng liê-lơ chết tiệt anh ta kể lại rằng lúc đó anh ta cảm thấy như người sắp ốm khi xe chạy khỏi thị trấn anh ta mới có thể tựa vào ghế ngồi nhẹ nhõm nhưng chiến tranh diễn ra cả ở nông thôn khắp nơi xe chạy qua không còn có màu xanh cây cối đều chết trụi và mặt đất thì đầy hố bom chưa thể cày cấy lại được viên trung úy cũng nói với luciano đại đa số dân chúng không có nhà ở đói không có việc làm không có tiền đất nước đang hỗn loạn chính phủ đang nằm trên nguy cơ sụp đổ vì phải đối phó với một đảng cộng sản mạnh và hoạt động tích cực chỗ dựa duy nhất là người mỹ họ không những giúp đỡ về vật chất mà còn giúp đỡ ý kiến họ ra lệnh làm áp lực và người ý phải nghe theo nếu người mỹ ra đi chắc chắn là ý sẽ sụp đổ có lẽ không bao giờ tôi có thể quên được chuyến đi này. Từ khi thức dậy, sáng nay đã 7 giờ, tôi chỉ toàn thấy những chuyện khủng khiếp dân đang đói. Đói thật sự, có lẽ có hàng triệu người như vậy và họ không biết có thể sống đến ngày mai hay không. Xe chúng tôi bắt đầu leo qua các ngọn đồi trên con đường hẹp, gồ ghề đầy hố bong. Thần kinh tôi căng thẳng đến mức tôi đề nghị dừng xe và xuống một lát cho người bình tĩnh lại. Tôi sợ không phải tôi sợ chuyển từ khách sạn Wandorf đến sống ở Lekara Freddy. Tôi muốn nói sợ Lekara Freddy không còn tồn tại được nữa. Anh có thể tưởng tượng được không? 24 giờ trước tôi dùng mình khi nghĩ sẽ phải trở về Lekara Freddy. Thế mà lúc này, tôi đang thành tâm cầu nguyện cho cái thị trấn nhỏ của tôi vẫn còn tồn tại và một số người còn sống sót ở đây. Ngay trước khi các cột số bên đường báo hiệu họ sắp đến nơi, Luciano cảm thấy rằng chỉ qua khúc ngoặt sau anh đã nhìn thấy Lekara Freddy. Viên quân cảnh lái xe dừng lại và chỉ tay về phía bên trái. Chưa đầy nửa dặm, thị trấn vẫn còn nguyên vẹn và không có một dấu vết gì bị chiến tranh tàn phá. Các mái nhà vàn màu xám như anh còn nhớ từ thuở anh rời đây ra đi. Hồi đó, đây là cả thế giới đối với anh, bây giờ nó nhỏ bé quá, khiến anh không hiểu nổi làm thế nào mà nó sống sót qua chiến tranh. Bỗng nhiên anh cảm thấy một niềm tự hào và tự nhủ đây là nơi dành cho lucania giã sinh ra không có tên phát xít nào có thể chiếm được nơi này bây giờ thì tôi nóng lòng muốn đến nơi ngay tôi bảo người lái xe mở máy tôi không cần nghĩ đến việc cả cái thị trấn nhỏ của tôi chỉ có khoảng hai chục người và không một người nào biết tôi tôi chỉ muốn về nhà khi chiếc xe cảnh sát rẽ ngoặt vào quảng trường chính của lecara freddy luciano hết sức kinh ngạc mấy trăm người đã tập trung ở đây quảng trường được trang hoàng cờ băng rôn lộng lẫy bên cạnh quảng trường người ta đã dựng lên một cái bục cũng trang hoàng lộng lẫy trên bục đã có sẵn bốn nhạc công đội nhạc lập tức chơi bài nhạc mỹ sao và vạch họ chơi không được hay lắm khi chiếc xe dừng lại hàng trăm con người chờ sẵn mặc những bộ áo quần đẹp nhất của họ bắt đầu vẫy những lá cờ mỹ nho nhỏ và gieo hò chúc mừng tôi giovanni tinorello người công dân già tuổi nhất của phố nhỏ này còn nhớ rất rõ ngày anh charlie về nhà ông ta nói rằng có thể nói đây là ngày quan trọng nhất trong lịch sử lecara Friedi. chúng tôi được báo trước rằng luciano người con lừng danh nhất của lecara Friedi sẽ trở về hôm đó đúng như một ngày hội tất cả các cửa hiệu trường học phải đóng cửa chúng tôi tập trung lại ở quảng trường để đón ông ta một cách xứng đáng tất nhiên chúng tôi biết ông ta là người có thể đã làm nhiều chuyện xấu nhưng đối với chúng tôi ông ta không phải là tên gangster giống như những người ở nơi chúng tôi nghe nói. Tên là Chicago, nơi mà người ta giết nhau ngay ở ngoài đường. Khi ngài Lucky rời đây ra đi, ông chỉ có hai bàn tay trắng. Bây giờ ông trở về và đã trở thành nhân vật giàu có và lừng danh, ngài triệu phú. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó như mới xảy ra ngày hôm qua. Khi chiếc xe Fiat của cảnh sát rẽ vào quảng trường, đội nhạc bắt đầu chơi bản nhạc Mỹ. Ông thị trưởng của chúng tôi bước đến gần xe mở cửa và bắt tay ngài Charlie. Ông thị trưởng của chúng tôi tên là Aurelio Dacreso là người chuyên trồng lúa mì, chúng tôi thường gọi ông ta là thằng ngốc. Ông ta thích đeo cái băng đỏ chéo qua ngực, một người đeo băng đỏ mà lại đi chào một triệu phú nổi tiếng từ Mỹ đến, anh thử xem có buồn cười không? Ai cũng biết rằng cái băng đỏ đó chỉ để dành riêng cho những dịp quốc lễ. Hồi bấy giờ người ta hy vọng rằng thời kỳ thịnh vượng đã bắt đầu bởi vì có nhà triệu phú từ Mỹ trở về sống ở Lekara Freddy. Lão thị trường chẳng có ý thức gì về việc đeo băng đỏ, nhưng Luciano thì rất cảm động trước sự đón tiếp nhiệt tình. Đến bây giờ anh mới nhìn thấy một chiếc bàn dài đặt trước vòi nước hồi nhỏ anh thường đến chơi. Viên thị trường trịnh trọng mời Luciano đến gần bàn, mở một cuốn sách để sẵn ở đây và đề nghị anh ký tên vào đấy. Như vậy Luciano một lần nữa trở thành công dân chính thức ở Lekara Freddy lão ta rút một chiếc bút máy nhãn hiệu Mỹ đưa cho Luciano. Mọi người xô nhau đến gần để chứng kiến lễ ký. Trong sổ đã ghi sẵn tên khai sinh của anh, Sanvatore Lucania. Tiếng hò reo nổi lên vang dậy cả quảng trường. Người Mỹ lừng danh đã trở về nhà, sau đó người ta chỉ cho Luciano nơi anh sẽ ở. Đó là khách sạn của thị trấn ở một góc quảng trường. Tôi chẳng thể nào hiểu được một phố nhỏ như Lecara Freddy lại cần có một khách sạn như vậy tôi nhớ là hồi còn nhỏ chưa có khách sạn này. Đó là một ngôi nhà hai tầng, ọp ẹp, nhưng từ nay nó sẽ trở thành khách sạn One Dog mới của tôi ở Sicily. Trong khi tôi đang ngắm nghía nơi ở tương lai của mình, trong đám đông có người bước ra bắt tay tôi. Anh ta tự giới thiệu anh là anh họ của tôi, Paolo Rotolo. Anh là con của ông bác bên ngoài đã từng giúp gia đình tôi một số tiền để đi Mỹ. Bố anh ta đã mất để lại toàn bộ gia sản cho anh, kể cả món nợ đã cho gia đình tôi vay. Anh ta tỏ ra thông cảm với tôi, khi thấy tôi hơi buồn về nơi ở mới của mình. Tôi nói với anh ta rằng, tôi rất sung sướng được ở đây. Sau đó anh ta đưa tôi vào trong nhà, tầng 2 đã được sửa sang thành nơi ở cho tôi. Tất cả chỉ nhỏ bằng một góc phòng riêng của tôi ở khách sạn Oan đó. Tôi cố hết sức để không lộ nỗi chán trường của tôi. Tôi mỉm cười và cảm ơn anh. Sau đó, anh giới thiệu một vài bà con còn sống ở đây. Có một người anh em họ còn trẻ hơn tôi, đó là Cansedonia Lucania. Ngay từ những phút đầu, anh ta gọi tôi là bác để tỏ ý kính trọng tôi nhiều tuổi hơn. Ngay từ phút đầu, chúng tôi đã rất thân nhau, cuối cùng anh ta để tôi nghỉ ngơi một mình. Tôi mở hành lý và bắt đầu sắp xếp các đồ đạc. Tôi bỗng nhìn thấy một sự kỳ lạ, trong phòng vệ sinh có một số đồ dùng mang nhãn hiệu Mỹ. Nhìn chúng, Tôi hiểu rằng người ta đã cố gắng hết sức để tôi vẫn cảm thấy mình là người Mỹ trong khi cùng sống ở đất nước dã man này. Tôi ngủ thiếp đi khoảng một tiếng đồng hồ và có tiếng ồn ào đánh thức tôi dậy. Tôi đến bên cửa sổ, lúc này đã khoảng 8 giờ tối. Ở quảng trường người ta đang đốt pháo ầm ĩ, cả quảng trường treo đầy đèn và những chiếc bàn bây giờ đầy ắp thức ăn và rượu vang. Hình như toàn thể dân chúng trong thị trấn có mặt, mọi người nhìn về phía cửa sổ chờ đợi khi họ thấy tôi ló ra ở cửa sổ, họ kêu ầm lên, Charlie, Charlie, và dục tôi xuống cùng vui chơi với họ. Suốt nhiều ngày trước, phụ nữ trong phố đã nhộn nhịp chuẩn bị các thức ăn. Ở quảng trường, bàn ghế đã bày sẵn và người ta đang vui vẻ ăn uống, toàn là loại vang đỏ sản xuất tại địa phương. Tất cả để chúc mừng người con đáng kính mới trở về. Giovanni Tinorello còn nhớ, bữa cơm đêm hôm đó là bữa ăn ngon nhất trong đời tôi không phải mọi người phụ nữ ở Lekara Freddy đều là những người giỏi nấu nướng. Nhưng tôi có dịp đi hết bàn này sang bàn khác và nếm những món ngon nhất. Tôi còn nhớ rõ là ông Charlie rất thích món spaghetti của bà Signora Rotola. Bà ta là người nấu món mì này ngon nhất toàn đảo Sicily. Chỉ vài ngày sau, Luciano đã trở thành ông chủ đầy lòng từ thiện của cái phố nhỏ đó. Anh phân phát tiền và gửi người đi Palermo mua sắm áo quần lương thực và nhiều thứ hàng hóa khác mà dân phố đang cần. Khi những hòm áo quần của anh được gửi đến nơi, anh đã lấy ra hàng chục bộ biếu bà con họ hàng bất kể người đó có ủng hộ anh không. Người anh họ Paolo Rotolo sống trong một ngôi nhà ba tầng gần khách sạn. Anh và vợ anh ở trên tầng thứ ba, tầng thứ hai có một gia đình khác, còn tầng dưới cùng thì để trống. Luciano phát hiện ra rằng anh và Rotolo có một ham thích chung, đó là xem chiêu bóng. Vì Rotolo đã hỏi anh rất nhiều về Hollywood và anh ta cho rằng, một người từ nước Mỹ đến chắc là phải quen biết tất cả các ngôi sao màn bạc. Luciano đã có một cử chỉ làm anh vĩnh viễn chiếm được trái tim của bà con họ hàng cũng như của dân phố. Tôi đã biết được dân phố ở đây đang mong muốn cái gì. Thế là tôi biếu họ một nhà chiếu bóng. Thật ra việc này chẳng làm tôi tốn kém bao nhiêu. Toàn thể dân phố đã hăng hái tham gia sửa sang lại tầng cuối cùng của nhà Paolo thành một phòng lớn có thể chứa được khoảng vài trăm người. Cancedonia và Rotolo đã xoay sở kiếm được một chiếc cam nhông và hai người cầm tiền của tôi đi Palermo mua lại một số ghế cũ. Tôi cũng đã mua lại của một dạp chiếu bóng ở Palermo bị trúng bom trong chiến tranh một máy chiếu phim 30 ly. Và chỉ ba tuần sau, dân phố lekara Freddy đã lần đầu tiên được xem phim sau hơn 10 năm. Đó là một số bộ phim mà chúng tôi tìm được trong một kho phim từ những ngày trước chiến tranh do một sự ngẫu nhiên nào đó mà không bị trúng bong. Có điều lý thú là phần lớn những bộ phim này đều nói về gangster do hãng phim Warner Brothers sản xuất với các tài tử Edward G. Robinson và Jimmy Carney. Bộ phim được chiếu đầu tiên nhan đề là Little Caesar, đã đề cao cá nhân tôi một cách không tưởng tượng được. Sau khi xem phim, mọi người chen nhau đến hôn tay tôi không phải vì tôi đã giúp họ được xem phim mà vì họ thấy rằng cá nhân tôi còn hơn nhân vật Little Caesar, một đồng họ đã làm tôi cảm như mình là Salvatore Maranzano, nhưng Leccara Freddy không phải là nơi mà Luciano chọn để sống cả đời. Nó xa lạ với cái thế giới của anh. Hơn nữa, anh thường xuyên cảm thấy lúng túng vì những cử chỉ và hành động có tính chất nịnh nọt. Anh đã thuyết phục được viên chỉ huy cảnh sát ở đây đưa anh đi Palermo để gặp viên đại úy chỉ huy cảnh sát ở đấy. Viên đại úy tỏ ra có thiện cảm với Luciano và ủng hộ đề nghị của anh được truyền chỗ ở ông ta có thể theo dõi anh ở Palermo sát sao hơn ở Lecara Friday. Tôi sẽ không bố trí người canh gác anh, nhưng tôi đề nghị thỉnh thoảng chúng ta lại gặp nhau cùng uống cà phê và anh có thể báo cáo với tôi về các hoạt động hàng ngày của mình. Thế là Luciano chuyển về Palermo và ở tại khách sạn khách sạn Grande Albergo sâu tốt nhất thành phố. Tuy không thể so sánh với New York, nhưng Palermo vẫn là thủ phủ của Sicily và từ đây anh có thể tiếp xúc và vạch các kế hoạch tương lai. Đối với anh, sống còn phải coi trường luật pháp và bất cứ biện pháp nào để đạt được mục đích không vướng vào pháp luật đều có thể được áp dụng. Nếu không được sự giúp đỡ của các nhà chức trách thì ít nhất cũng được họ làm ngơ. Suốt ngày, có hàng chục người đến gạ gẫm tôi tham gia vào một số hoạt động còn gian dối hơn cả những máy đánh bạc của Avito Genovis. Đây là những gã chuyên nghề trộm cắp ở Palermo là một công việc tệ hại mà chúng tôi chưa từng làm ở New York, ngay cả trong những năm 20. Ấy thế mà bây giờ, 25 năm sau, bọn người ý này lại định kéo tôi vào và định bịp tôi lấy vài trăm đồng tiền ý. Cần phải nói rằng năm 1946 một đồng đô la có một giá trị không thể tưởng tượng được ở Ý. Luciano phải nhờ đến bạn của anh là viên đại úy cảnh sát để mong ông ta giúp anh thoát khỏi bọn bịp bợm và những kẻ cầu xin ngày nào cũng hàng đàn hàng lũ chờ anh trước cửa khách sạn. Tôi hỏi viên đại úy làm thế nào để thoát khỏi sự quấy dày của bọn này chúng tôi đang ngồi ở quầy rượu trong khách sạn nhìn ra đường viên đại úy phá lên cười ông ta nói đối với một người như ông thì việc đầu tiên là rời khỏi khách sạn này nói xong ông ta chỉ về phía bên kia đường ở đây có một ngôi nhà xinh đẹp với một vườn cỏ rộng và có hàng rào sắt bao bọc trước nhà có quảng trường với nhiều bức tượng viên đại úy hỏi tôi có thấy các bức tượng có gì bất bình thường không tôi nhìn kỹ và trả lời đúng toàn là những bức tượng khỏa thân Ông ta mỉm cười và nói, vấn đề là ở chỗ đó. Đã nhiều năm nay, người ta gọi nơi này là quảng trường, ô nhu. Chính là vì những bức tượng khỏa thân đó, một số phụ nữ mộ đạo ở trong thành phố rất ghét loại nghệ thuật xấu xa này và cấm ngặt không cho các cô con gái nhà họ làng vàng gần đây. Vì vậy quảng trường trở thành một nơi tụ tập bọn móc túi, trộm cướp, lưu manh đủ các loại. Khi quyết định trọ tại một khách sạn nhìn xuống quảng trường này, tôi đã thu hút tất cả các loại người trên đến quấy rầy tôi. Thế là tôi quyết định rời Palermo. Tôi bắt đầu vận động để được về Rome. Tôi biết rằng lúc này còn quá sớm để tính đến việc đi Havana. Tôi cần phải ở ý một vài năm để gây cho được ấn tượng tốt. Rome là nơi đầy hoạt động, đó cũng là trung tâm chính trị và là nơi tôi đặt các mối tiếp xúc. Trong khi chờ đợi, tôi quyết định không bỏ phí thời gian và cần phải có một vài áp phe việc đầu tiên là tôi tiếp xúc với một người bà con có biệt hiệu là Ngài Bá Tước. Tên thật của anh ta là Ricardo Baron, là bà con về bên mẹ. Anh ta là một chùm sỏ chợ đen và tôi được giới thiệu rằng anh ta là người đáng tin cậy. Anh ta lập tức nhận lời làm việc với tôi, anh dàn xếp công việc, tất nhiên anh ta cũng là người của mafia. Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên nhưng nó cũng chẳng đúng như Edward Hoover vẫn là lối ẩm ĩ ở bên Mỹ. Ở Sicily, hai người dân là một người của mafia khi tôi nói một nửa dân số tham gia mafia tôi cũng muốn nói rằng một nửa số cảnh sát cũng như vậy bởi vì ở sicily mọi việc nằm trong chu kỳ sau đây trước hết là mafia thứ hai là gia đình của anh thứ ba là công việc riêng của anh cuối cùng lại là mafia nói một cách khác nó giống như một câu lạc bộ riêng với rất nhiều hội viên bao trùm cả hòn đảo Ricardo Baron đã tỏ ra rất đắc lực vì tôi cũng chẳng phải làm bất cứ một việc gì có thể gây rắc rối cho cảnh sát. Hơn nữa, trước khi rời Mỹ, tôi đã có danh sách những cơ sở mới không phải chỉ ở Sicily mà còn ở Naples và Rome. Thông qua Ricardo, tôi bắt đầu móc nối với họ ở một nước Ý vừa ra khỏi chiến tranh, thiếu thốn đủ điều, cơ hội làm ăn nhiều vô kể. Tôi bỗng nhớ đến quy luật của Lansky về cung và cầu. Tình hình cũng giống như thời kỳ hoàng kim của chúng tôi hồi buôn lậu rượu mạnh để cung cấp cho yêu cầu của những người nghiện rượu. Năm 1946, tình hình cũng tương tự như vậy, chỉ khác hàng hóa bây giờ là rượu whisky, thuốc bệnh và thuốc lá v.v. V. Đó là những thứ hàng đang tràn ngập chợ đen khắp cả nước. Mọi người đều buôn lậu, viên chức nhà nước, cựu đảng viên phát xít, đảng viên cộng sản, mỗi người đều tìm cách kiếm tiền bất kể số tiền ấy ở đâu đến gần như là một vấn đề sống còn ngay cả các cha cố cũng tham gia rất nhiều cha cố cũng đã bắt đầu nghĩ cách xoay sở để cho con chiên trong bịa hạt của mình sống được từ ngày tôi đặt chân đến ý tôi đã tham gia ngay vào các hoạt động chợ đen điều đó có nghĩa là tôi vừa ra khỏi nhà tù thì lại dính vào tội ác nhưng lần này có điểm khác hoạt động chợ đen nhằm lấy từ các kho hàng của mỹ các thứ hàng hóa thật cần thiết cho đời sống của nhân dân ý Thế là chẳng bao lâu tôi đã có cả một đội thuyền đánh cá cu kỹ tấp nập đi về từ hải cảng Tangier, ở đó không phải nạp thuế. Thời kỳ đó độ chục đôi tất ni lông cũng đủ mua một nửa số cổ phần trong một nhà băng. Một tút thuốc lá Mỹ cũng có giá trị tương đương. Khi tôi được phép ở lại Rome, một tút thuốc lá Mỹ cũng đủ để một cô gái sống với anh một tuần, giặt áo quần cho anh, ngủ với anh. Sau một tuần lễ, cô ta ra đi thì với số tiền bán tốt thuốc lá đó cô ta còn sống thêm được vài tuần nữa. Những hoạt động của tôi không chỉ bó hẹp trong việc mua và bán, mà tôi còn trở thành loại chủ nhà băng chẳng khác gì các chủ nhà băng ở Wall Street. Tôi có sẵn một số đô la tiền mặt và dùng số đô la đó đổi ra thành tiền lira vì đồng lira hồi đó hầu như không còn giá trị gì cả. Tôi giao số đồng lira đó cho Ricardo mang đi Tanzania đổi thành đô la với giá hời hơn tôi được lãi nhiều không thể tưởng tượng được và chưa đầy 6 tháng, số vốn của tôi đã tăng lên gấp đôi. Tháng 6 năm 1946, Luciano được phép rời Sicily đến Naples. Ở đó anh trọ tại khách sạn Excelsior trong thời gian chiến tranh. Khách sạn này bị bọn Đức tịch thu và biến thành nơi nghỉ ngơi giải trí dành riêng cho sĩ quan quốc xã cao cấp. Giờ khách sạn này được trả lại cho người Ý và dành cho khách du lịch với những tiện nghi rất sang trọng. Luciano thuê một phòng riêng và loại đẹp chưa từng thấy, có cả ban công nhìn ra vịnh Naples. Chỉ trong vài ngày, Luciano đã nắm được mạng lưới chợ đen do Vito Genovis dựng lên, móc nối với căn cứ hải quân lớn của Mỹ cũng như nơi tập thể người Mỹ ở tại thành phố này. Anh lập ra một đường dây chuyển các hàng hóa lương thực và các hàng tiếp tế khác toàn nhãn hiệu Mỹ. Người của anh và gia đình của họ lấy được mọi thứ hàng có trên đời này từ giam bông Virginia đến máy lạnh hiện đại nhất. Từ những máy sấy điện cho đến vật liệu sắt thép. Những người Mỹ ở thành phố này, từ những viên chức trong tòa lãnh sự đến những các quân nhân làm việc ở căn cứ hải quân, cũng ngập trong những thứ hàng quý giá mà người Ý thích nhưng không mua được theo con đường hợp pháp. Tất nhiên những người Mỹ mua được những thứ hàng này với giá rẻ hơn ở những cửa hàng dành riêng cho người Mỹ, chẳng hạn một chai rượu mạnh giá 2 đô la, một gói thuốc lá chỉ 12 xu vì đều là hàng lậu không phải nộp thuế tất cả số tiền tôi kiếm ra trong những năm 20 không thể nào sánh với số tiền mà hoạt động chợ đen đã đem lại cho tôi ở Ý. Một bên là chuyện cũ và phải tiến hành một cách lén lút, còn đằng này thì có thể nói rằng cả cái căn cứ hải quân của Mỹ ở Naples đều tham gia chợ đen. Nào là lương thực, đồ hộp và các thứ hàng hóa khác. Một thượng sĩ có thể mua được rất nhiều hàng, nhưng bản thân anh ta lại không thể đem ra bán ở ngoài đường phố Naples anh ta cần có một người trung gian để tiêu thụ số hàng hóa đó. Tôi là người đứng sau những kẻ làm trung gian và không bao giờ ló mặt ra. Nhưng đây không phải là mạng lưới duy nhất mà Zenovis để lại. Chẳng bao lâu, tôi phát hiện ra rằng, bất chấp mệnh lệnh của tôi, Vito Zenovis vẫn tiếp tục buôn thuốc viện lậu trong suốt thời gian hắn ở Ý cho tới ngày quân đội Mỹ tống cổ hắn về New York. Nhưng tôi không bao giờ, tôi nhấn mạnh không bao giờ, dính vào công việc bẩn thỉu này tôi tiếp quản tất cả các mạng lưới khác trừ mạng lưới thuốc viện luciano chỉ ở naples một thời gian đủ để nắm quyền kiểm soát mạng lưới chợ đen với sự giúp đỡ của các nhân vật trong chính giới mà anh móc nối được anh được phép chuyển lên rome anh trọ tại khách sạn excelsior nổi tiếng trên đại lộ veneto anh thuê một căn phòng còn sang hơn căn phòng ở naples ở rome anh rất chú ý làm thân với các viên chức chính phủ đồng thời anh cũng tuyển mộ trong những người Mỹ bị đi đầy những người có kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất để giúp anh trong việc buôn bán chợ đen. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là tạm thời, chỉ giống như một ván bài bởi vì nó chưa phải là điều tôi quan tâm nhất. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở ý lâu dài. Tất cả hoạt động chợ đen chỉ cốt để cho tôi không quá nhàn rỗi trong khi chờ đợi tin tức của Lansky. Đó mới là điều chính yếu. Gần khoảng cuối năm, một người mỹ mới bị đày đến ý đem đến cho tôi một phong bì gián kín bức thư đó có mấy chữ ngắn ngủi tháng chạp khách sạn national bức thư này đối với tôi vô cùng quan trọng như vậy là mọi việc đã thu xếp xong và mọi người đang chờ tôi người đưa thư cũng báo cho tôi một số tin không lấy gì làm hay ho lắm anh ta nói với tôi là vito đã bắt đầu hành động y như là tôi không bao giờ trở lại nước mỹ hắn đã ra khỏi tù và đang lò dò đi khắp lãnh vực của tôi ở New York giống như một ông chủ. Ngoài ra Costello cũng nhắn tin rằng, công việc ở California tiến triển không tốt lắm. Tôi hiểu ngay điều đó có ý nghĩa như thế nào. Như vậy là xí trổ đã phải tiếp tục chi nhiều tiền hơn số tiền tôi đã biết trước khi rời củ lao Ellis. Tôi nhắn tin cho Lansky là tôi sẽ thu xếp mọi việc. Khoảng tháng 9, luciano xin được một lúc hai hộ chiếu ý mang tên salvatore lucania với giấy phép nhập cảnh vào mexico cuba và nhiều nước nam mỹ khác để có hai tấm hộ chiếu này tôi tìm gặp những người tử tế và chỉnh bày câu chuyện một cách tử tế với họ họ nói với tôi rằng ok họ chẳng phản đối vì tôi không vi phạm một đạo luật nào của nước ý vì vậy tôi được cấp hộ chiếu sau khi được tấm hộ chiếu thứ nhất không tốn một xu tôi lại xin tấm hộ chiếu thứ hai với lý do nạp tiền bảo hiểm và lần này tôi phải tốn một số tiền. Thế là Luciano ngẫm nhiên biến khỏi đất Ý. Hồi 27, cuối tháng 10 năm 1946, một người khách mới đến thuê phòng ở khách sạn Nacional ở Havana. Người ta chẳng chú ý lắm đến anh bởi vì vào thời gian cuối năm, khách du lịch ồ ạt kéo vào Havana. Anh ký vào sổ với cái tên ghi trong tờ hộ chiếu Ý, Sanvatore Lucania. Người ta đưa anh lên một căn phòng đặc biệt đã được dành trước cho một nhà kinh doanh người Mỹ nổi tiếng và rất có thế lực ở Cuba, đó là Meyer Lansky. Khi tôi bước vào phòng, người bồi phòng kéo tấm màn trên các cửa sổ lớn và tôi nhìn ra ngoài. Từ đây tôi có thể nhìn thấy toàn thành phố. Hình ảnh những cây cọ làm tôi xúc động. Nhìn vào đâu cũng thấy cọ và tôi có cảm giác như trở về Miami. Bỗng nhiên, lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, tôi cảm thấy tôi hoàn toàn tự do. Không có người theo dõi, không có người bám sát lấy tôi từng bước, thậm chí thở phì phì vào vai tôi như tôi đã cảm giác ở ý. Từ cửa sổ, tôi nhìn ra biển Caribbean. Màu nước ở đây cũng đẹp như ở Naples, nhưng tôi chỉ còn cách nước Mỹ 90 hải lý, điều đó có nghĩa là trên thực tế tôi đã trở về Mỹ. Cuộc hành trình thật là dài và quanh co. Lucia rời ý vào khoảng đầu tháng 10 và anh ta đi về phía Nam Mỹ. Anh đã ghé lên Caracas thủ đô của Venezuela. Sau vài ngày anh lại đi Mexico và ở lại đấy thêm vài hôm nữa. Từ Mexico, anh bay đến Havana. Anh đã chọn hành trình đó vì nhiều lý do. Tôi muốn tạo ra một số nơi ở nhiều thành phố trước khi đến Havana vì tôi không để một cái đuôi nào bám theo tôi. Tôi cũng đã tốn khá nhiều tiền ở Naples trước khi bàn tán để việc tôi ra đi được bí mật và khi tôi đáp máy bay đến Havana thì Lansky đã đưa xe đến đón sẵn. Chúng tôi làm các thủ tục hải quan chót lọt, và chẳng ai để ý gì đến cả. Tôi tin chắc là Enslinger, Dewey và không một viên chức Mỹ nào hay biết việc tôi đến Cuba. Tôi biết rằng sớm muộn họ cũng phát hiện điều này nhưng tôi sẽ cố gắng tránh chuyện đó. Sau khi Luciano đã đến khách sạn Nacional, Lansky lập tức về Mỹ để báo tin là cuộc hội nghị của thế giới ngầm đã được dự định sẽ khai mạc ngày 22 tháng 12 tại Havana và mọi người có giấy triệu tập phải có mặt. Một tuần sau, Luciano rời khách sạn và đến một tòa biệt thự riêng ở khu Mirama, khu dành riêng cho các câu lạc bộ bơi thuyền của những người Cuba có thế lực và người Mỹ. Đây là một ngôi nhà kiến trúc theo kiểu Tây Ban Nha bên đại lộ số 5. Tại biệt thự này, Luciano có đầy đủ mọi tiện nghi. Hàng ngày một đội công nhân đến chăm sóc bãi cỏ xanh rờn trước nhà và những người phụ tá đã chọn sẵn một số đầy tớ sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của Luciano. Chính trong không khí yên ổn đó, luciano quyết định sẽ chấp nhận điều mà trước đây anh đã từ chối tôi suy nghĩ rất nhiều việc này tôi nhớ lại hồi ở chicago họ muốn suy tôn tôi là ông chủ của mọi ông chủ nhưng tôi đã từ chối một cách ngu ngốc bởi vì tôi tưởng rằng điều đó không quan trọng nhưng đến bây giờ thì tôi đã có đủ thời gian suy nghĩ về sai lầm này và lần này thì tôi quyết tâm không để lỡ mất cơ hội mọi người sẽ đến havana theo lệnh của tôi tôi sẽ vận động và nắm lấy vị trí cao nhất vì tôi biết rằng người ta chỉ thật sự tôn trọng một thủ lĩnh có chức tước. Tôi không khỏi không buồn cười khi tôi chuẩn bị những điều sẽ nói với họ và thậm chí có lúc tôi nghĩ rằng nên đặt một loại vương miện nào đấy. Tôi đánh cuộc rằng khi trông thấy cái vương miện họ sẽ vừa ngạc nhiên vừa kính trọng đứng bật dậy. Trong khi chờ đợi, tôi sống một cuộc sống thoải mái trong mấy tuần liền để chuẩn bị cho cuộc họp. Người ta bưng cơm đến tận giường cho tôi ăn sau đó tôi đi quanh nhà xem mấy người làm vườn và thảo luận với họ nên trồng loại hoa gì. Tòa biệt thự có rất nhiều đồ cổ và chỉ riêng các loại màn cửa cũng có tới hàng trăm thước lùa. Ngôi nhà này vốn là của một chủ đồn điền mía giàu có, nhưng hồi này giá đường xuống quá thấp, họ phải cho thuê, cho nên tôi chỉ phải trả 800 đô la một tháng kể cả tiền nhà và các tiền phục vụ. Trong lúc đó, công việc chuẩn bị cho hội nghị toàn thể lần thứ nhất của các thủ lĩnh thế giới ngầm toàn nước Mỹ kể từ năm 1932 vẫn được tích cực tiến hành. Lansky đã có nhiều chuyến đi Miami để nắm và báo cáo với Luciano về tình hình và các hoạt động trong cả nước. Đồng thời họ cũng bàn bạc với nhau để kéo dài thời gian ở Cuba của Luciano. Muốn vậy cần phải có một lý do hợp pháp và Lansky đề nghị Luciano mua lại một số cổ phần của sòng bạc nằm trong khách sạn Nacional sòng bạc đó Lansky và Batista chung vốn. Batista, lúc này còn ở Florida chuẩn bị để trở về Cuba. Trong khi chờ đợi, hắn vẫn là người có quyền lực thực sự đứng sau chính phủ của Tổng thống Ramon Grau San Martin. Vì vậy Lansky không thể biếu không tôi số cổ phần đó. Tôi đã phải góp 150.000 đô la tiền mặt để được chia một tỷ lệ lãi không lấy gì làm lớn lắm. Vấn đề còn lại là phải kiếm được cách nào sử dụng số tiền mà tôi mang theo người tôi nhiều tiền đến mức có thể mua cả một kho hàng. Mayer đã gợi ý với tôi, anh nói với tôi rằng, nếu như mọi người đã vui vẻ góp tiền tiễn chân tôi lên con tàu Laura Kim thì họ cũng sẽ rất sung sướng góp tiền cho tôi để trở về bên này Đại Tây Dương. Sự việc đã xảy ra đúng như dự kiến của Lansky, bạn bè đã gửi quà Noel đến tặng tôi tổng cộng hơn 200.000 đô la và tôi đã dùng số tiền này để mua số cổ phần trong sòng bạc. Tuy nhiên, sự có mặt ở Havana vẫn chỉ là tạm thời. Luciano vẫn chưa từ bỏ ý định trở về Mỹ một cách hợp pháp, nhưng anh nghĩ rằng cần ít nhất là hai năm mới đạt được ý định đó. Anh và bạn bè đều tin chắc rằng Dewey sẽ là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa vào năm 1948 và ông ta sẽ lên làm Tổng thống. Họ cũng tin tưởng rằng Dewey sẽ không từ chối sự giúp đỡ tài chính bí mật của thế giới ngầm cho cuộc vận động tranh cử của ông ta. Để có đi hướng lại, một khi lọt vào Tòa Nhà Trắng ông ta sẽ thu xếp việc hủy bỏ án đi đẩy của Luciano. Trước hết là cần phải làm thế nào để Luciano ở lại Cuba. Lansky thương lượng với bạn của anh là Alfredo Pequeno, Bộ trưởng Nội vụ của Cuba, và Luciano được phép ở lại thêm 6 tháng cho đến khi nào thấy cần thiết. Bộ Nội vụ Cuba còn lịch sự cấp giấy phép cho Luciano nhập từ Mỹ vào Cuba một chiếc xe ô tô để dùng riêng. Chiếc xe này được miễn thuế hải quan thông thường là gấp 3 giá chiếc xe. Vito Genovese là người đầu tiên đến Havana để dự họp. Hắn ta ở tại khách sạn Nacional, nơi được chọn làm địa điểm của cuộc hội nghị đồng thời là nơi ở của tất cả các vị khách. Việc đó đã xuất hiện sớm hơn dự kiến vài ngày, khi tôi chưa chuẩn bị để gặp ai cả. Khoảng ngày 20 tháng 12, hắn ta gọi điện thoại đến biệt thự cho tôi. Lansky đã cho hắn ta biết số điện thoại riêng của tôi. Vito nói với tôi là hắn ta đến sớm vài ngày để nghỉ ngơi. Tôi biết Tòng là thằng lợn con này đến Havana sớm không phải để tắm biển. Tôi biết hắn có âm mưu gì đây vì Lansky đã nói với tôi rằng, Vito đang tìm cách chiếm khu vực của Anastasia ở Brooklyn. Tôi đoán là hắn ta muốn nói chuyện riêng với tôi về vấn đề này. Tôi mời hắn ăn cơm trưa tại nhà tôi, đã gần 10 năm nay, tôi chưa gặp lại Vito, nhưng khi hắn bước vào tôi thấy hắn không thay đổi gì cả vẫn là cái thằng lùn tịt và điều cáng mà tôi đã gặp 10 năm về trước. Hắn vẫn ăn mặc như xưa, vẫn nghiện xì gà và tàn thuốc rơi trắng cả vạt áo trước. Chúng tôi chúc mừng nhau thân mật như hai anh em, theo đúng kiểu ý. Chúng tôi ôm choàng lấy nhau và nói rằng chúng tôi ý nhớ nhau vô cùng và 10 năm qua đối với chúng tôi dài như 10 thế kỷ. Sau đó, chúng tôi vào phòng để ăn cơm trưa và Vito cũng chẳng thèm nói cái câu xã giao tối thiểu là rất hân hạnh được ăn cơm trưa với tôi cơm xong, chúng tôi ra vườn ngồi sưởi nắng. Đến bây giờ Vito mới nói đến công việc làm ăn. Hắn nói với tôi, chắc à, tôi rất lo lắng về chuyện Albert, tôi tự nhủ, tất nhiên là mày lo lắng, bối rối, nếu mày cứ tiếp tục chèn ép thì Albert sẽ đánh vỡ đầu mày ra. Tôi giả vờ như không biết gì hết và hỏi hắn, Albert có chuyện gì vậy? Genovese có vẻ ngạc nhiên. Hắn nói, chắc anh biết rõ là Albert đang đi quá xa hắn cứ bàn chuyện giết người này người khác. Trước khi tôi đến đây, Albert và một số người nữa đã ăn cơm với tôi và hắn nói toàn chuyện giết Ensinger ở Washington bởi vì lão ta đang gây rắc rối vì vấn đề thuốc phiện lậu. Charlie, chắc anh còn nhớ Albert đã nói thế nào về vấn đề điều y cách đây 10 năm khi anh gặp rắc rối? Vâng, tôi nhớ rất rõ, nhưng không phải chỉ một mình tôi gặp rắc rối với điều y. Hắn còn bám đuôi anh nữa, Vito à, về vụ bô cha ấy đây là mối nguy tệ hại nhất trong cả đời anh chính vì vậy mà anh phải chuồn sang ý. Genovis nói nhưng anh nhớ rõ là chính anh đã nói rằng nếu Albert thủ tiêu Dewey thì tình hình chỉ rắc rối thêm ngày nay nếu hắn thủ tiêu Ensinger thì tình hình còn tệ hơn nhiều. Luciano gật đầu đúng như vậy tôi sẽ ngăn anh ta lại anh phải làm điều đó càng sớm càng tốt. Genovis nói Albert đang chuẩn bị để thủ tiêu Ensinger cho nên tôi phải kịp thời báo với anh điều đó được như vậy anh đã nói với tôi khi nào albert báo cáo với tôi việc này tôi sẽ bảo anh ta chấm dứt ngay Genovis gật đầu rồi nói có thể như vậy nhưng làm sao anh có thể tin albert tôi nói với anh rằng hắn đang đi ra ngoài phạm vi cho phép này vito anh hãy chấm dứt ngay câu chuyện ấy đi albert không dính vào chuyện buôn lậu thuốc phiện đến mức như anh đâu anh ta cũng có buôn vài chuyến nhưng chính anh là người đã đẩy anh ta vào đấy nhằm can thiệp vào công việc ở brooklyn vito anh nghĩ rằng tôi chẳng biết tí gì về những chuyện đang xảy ra cả à genovis vẫn tiếp tục anh charlie à tôi nói thật với anh rằng albert đang trở thành một mối nguy cho công việc của chúng ta tôi muốn nói kể cả những hoạt động mà anh đang giao cho tôi cai quản sẽ có ngày chúng ta phải coi chừng hắn vì hắn có thể làm hỏng mọi việc nhiều năm sau luciano kể lại khi nghe vito nói suy nghĩ đầu tiên của tôi là albert quả là một mối nguy cơ nhưng chỉ đe dọa bản thân vito Genovis. chính vì vậy mà hắn muốn hội đồng ra nghị quyết thủ tiêu albert theo ý kiến tôi thì chừng nào albert anastasia còn sống thì anh ta vẫn còn là một ông bạn mà tôi có thể tin cậy và chỉ việc anh ta còn sống cũng đủ làm vito chùn tay vì vậy tôi trả lời hắn tôi không nghĩ như vậy tôi sẽ để một thời gian xem nếu Albert thật sự bắt đầu gây rắc rối tôi sẽ được báo cáo ngay và đủ sức để trừng trị anh ta. Ngoài ra anh cũng biết rõ là Albert sẽ đến đây trong vài ngày nữa. Hội đồng sẽ nói chuyện với anh ta nhưng sẽ không có quyết định thủ tiêu anh ta. Anh còn nhớ những kỷ luật mà tôi đã đề ra năm 1932 chứ? Mọi người đã chấp thuận. Có phải anh có ý định thay đổi các kỷ luật đó chăng? Genovis đứng dậy, đi quanh phòng một lát rồi lại trở lại ngồi xuống ghế. Charlie à? Có một vấn đề khác, tôi muốn nói với anh và chỉ nói riêng với anh trước khi mọi người đến. Anh biết đấy, anh đã đi xa một thời gian khá dài. Anh không thể biết mọi việc bây giờ đã thay đổi như thế nào đâu. Chính anh cũng đã phải trốn ra nước ngoài một thời gian dài. Nhưng anh định nói cái gì? Vâng, đúng như vậy, nhưng bây giờ tôi đã trở về và đang ở ngay New York, còn anh thì đang ở nước ngoài. Tình hình thì thay đổi hàng ngày nhưng anh thì không nắm được. Về sau Luciano kể lại, rõ ràng là hắn không biết tôi nắm tình hình chắc như thế nào. Tôi biết rõ mọi việc, tôi cũng đoán được vì tôi muốn gì, nhưng tôi vẫn chờ bản thân hắn nói ra, vì vậy tôi cứ ngồi yên và chờ đợi, và cuối cùng hắn phải tuôn ra, Charlie à, tôi có một suy nghĩ muốn nói với anh. Đây là một đề nghị rất hay, tôi nghĩ rằng anh nên nghỉ ngơi, tôi muốn nói là anh nên rút lui, anh cần bao nhiêu tiền cũng có, tôi hứa với anh như vậy anh sẽ không còn phải lo lắng gì vì công việc cả. Anh sẽ không phải suy nghĩ đến việc trở lại New York. Đây là một việc rất khó khăn, anh sẽ vẫn là ông chủ, ông chủ của mọi ông chủ. Mọi người sẽ tưởng anh vẫn là người thu xếp mọi việc như xưa nay và họ sẽ tìm đến anh để xin ý kiến. Anh vẫn có vẻ là cái đầu nhưng tôi sẽ là người điều hành mọi việc. Vấn đề là như vậy đấy, thằng chó đều từ trước đến nay tôi biết rõ hắn là một người bồng bột nhưng tôi cũng không ngờ hắn cả gan dám nói như thế trước mặt tôi, khi xung quanh không có ai cả. Thế là hắn muốn gạt tôi ra một bên, suốt đời hắn vẫn muốn trở thành ông chủ. Hắn cũng giống như dâu Masseria, hắn học đòi dâu và ganh tị với Maranzano, tôi bình tĩnh nhìn vào mặt Vito và nói với hắn như là nói với một tên học trò. Anh đã quên cái gì đã xảy ra ở Chicago khi tôi lập ra hội liên hiệp những người Sicily. Không có chức ông chủ của mọi ông chủ, tôi đã từ chối vị trí đó trước mặt tất cả mọi người. Nếu khi nào tôi thay đổi ý kiến thì tôi sẽ nhận lời, nhưng cái chức đó sẽ không thuộc về anh. Ngay từ bây giờ anh phải làm việc cho tôi và tôi chưa hề có ý định rút lui. Đừng bao giờ nói điều này với tôi một lần nữa vì tôi sẽ không tự chủ được đâu. Còn bây giờ chúng ta hãy nói những chuyện vui. Tôi nói điều đó để xem Vito còn có đủ gan tiếp tục nữa không nhưng hắn câm như hến. Vài phút sau hắn nói hắn muốn trở về khách sạn. Tôi bảo lái xe của tôi đưa hắn về. Tất nhiên tôi biết là hắn ra về trong lòng chẳng vui vẻ gì nhưng tôi đếch cần. Bên cạnh tôi còn đủ bạn bè để buộc hắn phải vào khuôn khổ. Vì vậy tất cả điều gì mà thằng chó đẻ ấy làm được đối với tôi là chỉ trong giấc mơ. Phải nhận ra rằng khó khăn lắm tôi mới giàn mình lại được mà không cho ngay hắn một trận. Ngày hôm sau, các đại biểu bắt đầu đến. Bốn tầng trên của khách sạn National đã được dành riêng cho họ. Tại hội nghị ở Atlantic City, các đại biểu mang theo cả vợ hoặc nhân tình. Nhưng tại hội nghị này, trong mấy ngày đầu chỉ toàn có đàn ông. Đoàn đại biểu New York và New Jersey gồm có dâu Adonis, Albert Anastasia, dâu Bernano, Frank Costello, Jimmy Lucis, dâu Proface. Đi cùng với họ có Willie Moretti, Ovia Pisano và Mika Miranda. Từ Buffalo đến có Steve Magadino. Đoàn Chicago gồm có Tony Accardo, hai anh em Fischetti, bà con của Al Capone. Al Capone đã ra tù nhưng anh ta đang chờ chết vì bệnh giang mai ăn lên não. Từ New Orleans có Carlos Marcello, từ Florida có Santo Traficante. Có hai đại biểu cao cấp nhưng không được bỏ phiếu vì là người Do Thái, Meyer Lansky và một đại biểu New Orleans là Phil Castell. Nếu có ai tò mò hỏi thì họ đều được biết lý do cuộc họp này là để chúc mừng một người gốc ý hiện nay ở New Jersey. Đó là ca sĩ Frank Sinatra hiện đang trở thành gần như một thần tượng trong cả nước. Anh ta đã cùng đến Havana với anh em Fisetis để chào Charlie Luciano. Vào cuối tuần, một bữa tiệc trọng thể đã được tổ chức để chúc mừng nhà danh ca. Frank là một con người đáng mến và chúng tôi rất tự hào về anh ta nhất là đối với con đường dã đưa anh ta đến đỉnh cao của danh vọng. Hồi tôi còn nằm trong nhà tù Danemora, bạn bè đến thăm tôi đã nói chuyện với tôi về anh ta. Họ nói rằng anh ta là một ngôi sao sáng ở Hoboken, có một giọng hát tuyệt vời và ý 100%. Anh ta thường hát trong những cuộc gặp gỡ và mọi người rất mến anh. Sau đó, Frank Sinatra cần tiền để quảng cáo. Anh ta hát cho ban nhạc Tommy Dorsey và lương mỗi tuần là 100 đô la. Nhưng anh ta cần được quảng cáo rộng rãi hơn, cần may sắm quần áo, nhạc cụ, nghĩa là cần một số tiền khá lớn, khoảng 50 hoặc 60.000 đô la. Tôi đồng ý gửi số tiền đó giúp anh ta và một số người cũng bỏ tiền riêng ra giúp thêm. Nhờ đó mà anh ta đã trở thành một ngôi sao sáng và bây giờ anh ta đến Havana để tỏ lòng biết ơn đối với tôi. Chúng tôi chưa hề yêu cầu anh là làm một việc gì bất hợp pháp. Anh đã biếu bạn bè một số quà người thì một hộp đựng thuốc lá bằng vàng, người thì chiếc đồng hồ. Các phòng án ở khách sạn National suốt tuần đó đã không nhận khách ngoài mà để dành riêng cho cuộc họp và tiệc tùng của thế giới ngầm. Các đại biểu khi đến Havana, sau khi đã làm xong thủ tục, đăng ký ở khách sạn, việc đầu tiên của họ là gửi điện thoại cho Luciano tại nhà riêng ở Miami ẩm để chào mừng thủ lĩnh, khẳng định lòng trung thành của họ cũng như thừa nhận anh vẫn là người đứng đầu của hội, người điều hành chỉ đạo và xét xử mọi việc của hội. Lansky, Costello, Adonis đã tổ chức một giả tiệc và mỗi người đến đều mang theo một phong bì đầy tiền để chúc mừng Luciano. Tôi cảm thấy hơi lúng túng khi việc nhận tiền của họ diễn ra chẳng bao lâu sau bữa tiệc tiễn đưa trên con tàu Laura Kinn. Nhưng Mayer đã nói cho mọi người biết là số tiền này sẽ được sử dụng vào một hoạt động hợp pháp. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng họ là những người chịu ơn tôi nhiều tại sao lại ngăn cản không cho họ trả ơn? Tôi đã nhận được tất cả 150.000 đô la và giao cho Mayer, coi như tiền tôi đóng cổ phần vào sòng bạc. Sáng hôm sau, tại phòng ăn lớn của khách sạn National, được canh gác và bảo vệ hết sức nghiêm mật, cuộc họp mở rộng của hội đồng quản trị hội hên hiệp những người Sicily khai mạc. Luciano ngồi ở dầu một chiếc bàn lớn hình chữ nhật, ngồi bên cạnh anh là Lansky, Costello, Genovese và Adonis cuộc họp tiến hành không có nghi lễ và các đại biểu khác muốn ngồi chỗ nào thì ngồi. Tôi đã phát biểu khai mạc cuộc họp, cảm ơn mọi người đã đáp ứng lời mời. Tôi cũng cảm ơn họ về các phong bì tiền. Sau đó tôi nói với họ là tôi đã trở về bên này Đại Tây Dương và tôi đã dùng số tiền trong các phong bì để mua lại một số cổ phần của sòng bạc trong khách sạn National. Tôi cũng nói rằng chính phủ địa phương đã đồng ý cho phép tôi ở lại Cuba vô hạn định. Tôi nói với họ là từ Havana, tôi sẽ điều hành mọi công việc dưới cái tên thật là Salvatore Lucania. Tôi yêu cầu họ khi nào gọi điện cho tôi thì tuyệt đối không dùng tên Luciano hoặc Charlie Lucky, bởi vì tôi cho rằng điều quan trọng hiện nay là càng kín tiếng càng tốt. Tôi không còn ở ý và chờ cho tình hình ở New York và Washington lắng dịu xuống. Mặc dù tôi đã nói với Vito là tôi không muốn cái chức ông chủ của mọi ông chủ tôi thật sự không muốn, nhưng tôi thấy nó là cần thiết tôi đã làm như ngẫu nhiên nói đến chức vụ đó. Đúng vào lúc tôi đề cập đến việc này thì Anastasia đứng dậy và nói, Charlie, anh tha lỗi cho tôi đã ngắt lời anh. Tôi muốn nói trước mặt tất cả mọi người và trước khi hội nghị đi vào các vấn đề khác. Đối với tôi, anh là ông chủ tối cao dù anh có muốn hay không. Đó là ý kiến của tôi và tôi muốn nghe ý kiến của người nào không đồng ý về điều này. Albert ngồi đối diện với Vito Genovis và khi anh đứng dậy để phát biểu anh nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Mọi người đều nhận thấy điều này và đều hiểu. Không khí trong phòng lắng hẳn đi, không ai nói một lời nào và đó cũng là tất cả những gì tôi muốn. Vừa cho Vito một bài học trước mặt mọi người mà không làm hắn mất mặt, đồng thời tôi đã giành được chức ông chủ của mọi ông chủ mà không có sự phản đối nào. Như vậy tôi đã ghi được một điểm đầu tiên và thú thật những điểm tiếp theo đối với tôi chẳng có gì là quan trọng. Tuy vậy sự việc không hoàn toàn đúng như tôi nghĩ sau đó đã xảy ra một chuyện làm tôi rất buồn. Tôi đã không thắng trong điểm thứ hai của hội nghị. Tôi nghĩ rằng tôi có thể dáng cho Vito một đòn nữa. Tôi nói với hội nghị rằng khi tôi còn ở Ý tôi có biết về những chuyện rắc rối giữa Vito và Albert. Tôi cũng đã biết rằng có những người đang tìm cách lấn át anh em của mình. Tôi nói rằng cả hai người tin là bọn tôi và họ cần phải cố gắng để sống yên ổn với nhau. Tôi đã cười phá lên khi nói rằng tôi không hy vọng họ sẽ yêu thương nhau vì đó là điều không thể được. Tôi nhắc nhớ họ một số điểm mà hình như họ đã quên, ví dụ như chuyện Masuria và Maranzano. Tôi nói với họ rằng, sự ganh tị là kẻ thù nguy hiểm nhất. Ganh tị khi thấy người khác làm ăn khá. Tôi nói rõ các hoạt động và số tiền thu nhập của mỗi người và chỉ có đồ con lợn khi tôi nói điều này tôi không nhìn vào mặt Vito mới không thấy rằng nghề của chúng ta còn rất nhiều tiền để thu về và không ai được quyền ganh tị ai cả. Tôi nói liền một mạch có thể hơn một tiếng đồng hồ. Khi tôi cảm thấy tôi đã lôi kéo được mọi người, tôi bèn chuyển qua vấn đề thuốc viện lậu Mọi người sửng sốt, tôi thấy rõ là họ hết nhìn tôi rồi lại nhìn Vito. Rõ ràng là hắn cũng lo ngại bởi vì hắn biết tôi sẽ nói gì. Tôi nói mọi người phải rời bỏ ngay việc buôn thuốc viện lậu, phải ngừng ngay lập tức và hãy quên nó đi. Tôi nói mọi người đều biết là lúc tôi còn là một chàng trai mới 19 tuổi, tôi cũng đã gặp khó khăn vì cái món thuốc viện bẩn thỉu đó. Năm 1923 tôi lại dính vào một lần nữa và lần này tôi đã phải tốn mất nhiều tiền. Tôi nói với mọi người là với các hoạt động hiện nay còn có thể làm ra rất nhiều tiền. Như vậy thì tại sao lại dính vào chuyện buôn thuốc viện lậu? nó có thể gây ra nguy cơ làm sụp đổ tất cả vì nó chỉ đem đến hậu quả là làm cho cả bộ máy điều tra liên bang cũng như cảnh sát quốc tế interpol đổ xô vào chúng tôi tôi cố gắng làm cho hội nghị hiểu rằng tình hình đã thay đổi sau khi chiến tranh chấm dứt chúng ta là những người kinh doanh và các hoạt động kinh doanh của chúng ta chỉ nhằm đem đến cho mọi người những thứ người ta cần mà không làm hại ai cả người ta muốn đánh bạc thì chúng ta mở sòng bạc cho họ họ cần rượu thuốc lá và lương thực thì chúng ta lo liệu những thứ đó cho họ. Tất nhiên nơi này hoặc nơi khác chúng ta cũng đã bóp chết một số người, nhưng hãy nhìn số tiền khổng lồ đang được lưu hành ở các ngành kinh doanh được chúng ta bảo vệ. Tôi nói là không có một nhà chính trị nào và cũng không có một nhân viên cảnh sát nào giữ lại số tiền mà chúng ta dúi cho họ. Trái lại những số tiền đó đã được họ tiêu ngay, điều đó rất có lợi cho nền kinh tế của nước Mỹ vì đồng tiền được lưu hành. Khi tôi nói điều này, Tôi nhìn Mayer Lansky và cả hai chúng tôi cùng cười. Mọi người cũng cười theo và không khí căng thẳng trong hội nghị dịu hẳn đi. Tuy nhiên điều đó chẳng giúp ích gì. Về vấn đề thuốc viện lậu tôi thấy rõ là tôi chưa thuyết phục được. Trong khi tôi đang nói, nhiều người mặt cứ lạnh như tiền. Steve Margarino đứng lên ủng hộ ý kiến của tôi. Anh kể lại về bức thư mà Vito gửi cho anh từ Ý và những lời tôi nói với anh khi đến thăm tôi ở nhà tù anh ta nhấn mạnh sự ganh tị là kẻ thù số 2 còn kẻ thù số 1 của chúng tôi chính là buôn thuốc viện lậu. Cuộc tranh luận bùng nổ và tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn khi thấy gần như toàn thể hội nghị không ủng hộ tôi. Frank Costello cũng cảm thấy điều ấy. Anh nói riêng với tôi, Charlie à, ý muốn anh chẳng khác gì đập đầu vào tường một cách vô ích. Vito đã thu xếp xong việc này trước khi hội nghị bắt đầu. Phải tìm cách gỡ ra càng sớm càng tốt sẽ có ngày họ hối tiếc vì đã không nghe lời anh. Tôi nghe theo lời khuyên của Frank, tôi nói với hội nghị là tôi không bao giờ chống lại đa số. Nhưng tôi thấy rõ là đa số muốn chơi với lửa, vì vậy tôi muốn làm rõ vấn đề. Có một thằng chó đẻ tên là Ensinger, vẫn khăng khăng cho rằng Charlie Lucky là ông vua thuốc viện lộ. Vì vậy tôi tuyên bố thề có chúa đừng để tên tôi dính vào chuyện đó, nếu không tôi sẽ đăng một bài cải chính lên tờ báo New York Mirror mọi người lại phá lên cười frank đã nói đúng thằng vito đã thăng hiệp này và điều đó sau này sẽ gây cho chúng tôi bao nhiêu là rắc rối nghiêm trọng chưa từng có sau đó meyer lansky nêu cho hội nghị thảo luận vấn đề xí trồ xí trồ không được giấy triệu tập bởi vì hội nghị sẽ bàn và có những quyết định quan trọng liên quan đến anh ta tất nhiên anh ta sẽ được biết những điều quan trọng nhưng anh ta sẽ biết chậm Lansky trình bày về các hoạt động của Sitcho ở một nơi gọi là Las Vegas nằm giữa sa mạc Nevada. Năm 1946 Las Vegas chỉ mới là nơi dừng chân của những khách qua đường từ miền Đông sang miền Tây Nóc Mỹ hoặc ngược lại. Họ dừng lại đây để ăn uống, dự trữ thêm lương thực, nước, xăng dầu, và nước đá để làm nguội máy trước khi tiếp tục vượt sa mạc. Hồi ấy, Reno là một thị trấn đang phồn vinh nhờ các đạo luật ly hôn và hợp pháp hóa nghề cờ bạc ở bang Nevada. Nhưng đối với Citro, Las Vegas không phải chỉ là một đối thủ của Reno. Anh ta đoán chắc là có thể tạo ra một thiên đường của các con bạc, đồng thời cũng biến Las Vegas thành đất hứa của thế giới ngầm, thành một ốc đảo với những khách sạn lộng lẫy có đầy đủ các tiện nghi và các hình thức giải trí đúng khẩu vị của các khách hàng loại sộp. Nhiệt tình của anh đã lây sang cả bạn bè trong thế giới ngầm họ khuyến khích anh thực hiện kế hoạch to lớn này và Luciano lúc ấy còn nằm trong nhà tù Great Meadow cuối cùng cũng đã duyệt y vào năm 1943. 21. Hồi anh còn chung cổ phần ở một trường đua tại Florida. Ở gần trường đua có một cái hồ rất nhiều hạc. Chẳng bao lâu trường đua đó trở thành nổi tiếng. Sĩ được cho rằng hạc là loài chim mang nhiều tin may mắn khách sạn mới của anh sẽ được sơn màu cách hạc và sẽ được trang hoàng lộng lẫy và anh đã trao mọi quyền điều khiển xây dựng cho nhân tình của anh là Virginia Hill. Từ đó si Trồ chỉ chăm chỉ vào việc hoàn thành xây dựng khách sạn mà bỏ rơi mọi công việc khác. Anh tưởng tượng trước số lợi nhuận to lớn sẽ thu được nhờ nghề gá bạc hợp pháp mặc dù thuế đánh khá cao. Đồng thời anh cũng thấy rằng muốn thu hút khách hàng từ Reno đến, anh còn phải cung cấp cho họ không những thức ăn ngon nhất những loại rượu hảo hạng mà còn phải có những tiện nghi thật sang trọng, kèm sự có mặt của những minh tinh màn bạc Hollywood, và cuối cùng giá cả lại rẻ mới có thể thu hút được khách đến Las Vegas. Để xây dựng khách sạn, Flamingo, bạn bè trong thế giới ngầm đã giúp đỡ Citro rất nhiều. Trong những năm đầu, sau chiến tranh, kiếm được vật liệu xây dựng là một điều rất khó khăn. Nhưng thế giới ngầm đã gây áp lực với các hãng sản xuất và vận tải, như thế vật liệu xây dựng đã được trở đến sa mạc đầy đủ. Và khi Si nói là khách sạn Flamingo sẽ tốn kém khoảng 1 triệu đô la. Tháng 12 đến 46, Lansky báo cáo với các đại biểu ở hội nghị Havana là chi phí xây dựng khách sạn này vượt lên tới gần 6 triệu. Và khi khách sạn chưa hoàn thành thì móng lại bị nứt. Si chồn lại nhờ bạn bè giúp thêm tiền, kể cả những bạn bè của anh ta ở Beverly Hills và ở trong giới điện ảnh. Anh nói với họ, chúng ta đang đứng trên một mỏ vàng lớn nhất thế giới. Trước tình hình xây dựng kéo dài ở khách sạn, một số đông không phải là người của thế giới ngầm đã bắt đầu kiện cáo. Bắt đầu việc rắc rối này là hai anh em Robert, đứng đầu một hãng rượu lớn ở nước Mỹ. Họ đã góp hơn 250.000 đô la. Một số cổ đông khác đòi phải có một vai trò tích cực hơn trong việc điều hành khách sạn. Trước tình hình đó, Sitcho thấy cần phải làm cho mọi người tin ở thành công của khách sạn. Vì vậy anh ta đã báo tin là khách sạn Sòng Bạc sẽ khai trương vào ngày 26 tháng 12 năm 1946, nghĩa là trước khi khách sạn hoàn thành. Các đại biểu trong hội nghị Havana đều biết rõ việc này. Thỉnh thoảng họ tỏ ra lo lắng trước những phí tổn quá cao. Nhưng nếu như Sĩ trồ thành công thì họ cũng sẽ sẵn sàng mỉm cười với anh ta. Nhưng Lansky lại báo cho họ những cái tin làm họ hết sức bực mình. Lansky nói, theo một số nguồn tin từ nhiều ngân hàng ở Zurich, Virginia Hill thường xuyên đi ra nước ngoài. Cô ta sắm sửa một số lượng quần áo quá mức cần thiết. Rằng cô ta thuê dài hạn cả một ngôi nhà ở Thụy Sĩ, và đáng lo ngại hơn là cô ta đã gửi hơn 350.000 đô la ở ngân hàng Zurich. Mọi người đều hiểu là Meyer cho rằng Sĩ đã ăn bớt số tiền đó trong ngân sách xây dựng khách sạn và chắc chắn rằng hắn đang chuẩn bị để chuồn trong trường hợp bị thất bại mọi người chăm chú nghe ý kiến của Lenski, khi một thằng ăn cắp đi móc túi của bạn bè thì chỉ có một hình phạt thôi. Ta phải khử hắn. Hội nghị tiến hành bỏ phiếu. Tất nhiên Mayer và Phil Castell không được bỏ phiếu, nhưng điều đó không quan trọng. Kết quả cuộc bỏ phiếu là mọi người hoàn toàn nhất trí tuyên án tử hình Sichu. Hội nghị cũng đã giao cho Charlie Fisetti tìm người thực hiện bản án này, và anh ta nói rằng anh ta sẽ liên hệ với Jack Bragner nhân vật số 2 ở Los Angeles sau Sicho. Jack chắc chắn sẽ không từ chối mệnh lệnh này. Mayer lại có ý kiến cho cho rằng bản án chỉ nên thi hành sau khi khách sạn Flamingo được khai trương. Nếu như công việc làm ăn thành công thì sẽ có cách ngăn ngừa không để Benny Sicho ăn cắp và không cần phải giết hắn đồng thời vẫn buộc hắn phải trả lại số tiền đã lấy. Trong một thời gian dài Benny đã tỏ ra đắc lực, ngay từ đầu anh ta đã đứng về phía tôi, Lansky và Costello vì vậy không một ai trong chúng tôi muốn buộc phải thủ tiêu anh ta nhưng nếu như công việc ở khách sạn flamingo thất bại thì đành phải thi hành bản án đêm hôm noel sau hai ngày họp kéo dài và căng thẳng thảo luận một loạt vấn đề các đại biểu cần thấy phải được nghỉ ngơi giải trí thế là một bữa tiệc long trọng đã được tổ chức ở khách sạn nacional bên ngoài thì là để chúc mừng frank Sinatra nhưng thật sự đây là một bữa tiệc để chúc mừng luciano Tại bữa tiệc này, có mặt vợ và tình nhân của một số đại biểu. Các món ăn trong bữa tiệc đều rất ngon, khách tha hồ uống rượu vang, rượu mạnh đủ các loại. Ngoài ra còn nhiều trò giải trí, bữa tiệc kéo dài đến tận sáng, nhưng các báo chí ở Havana ngày hôm sau và suốt cả tuần lễ đó không nói một tí gì về các hoạt động ở khách sạn. Thật ra hồi đó có rất nhiều tin đồn về chuyện gì đó đã xảy ra ở khách sạn Nacional. Ở Havana có đến 20 tờ báo nhưng trên trái đất này có những nơi chính trị làm trù và anh có thể dễ dàng bị rút báo khi anh đăng lên những điều không đúng đắn. Tối 26 tháng 12 cuộc họp lại tiếp tục. Các đại biểu chờ tin tức từ Las Vegas. Giữa Havana và Las Vegas có tranh thời gian là 3 tiếng đồng hồ. Vì vậy mãi đến gần 1 giờ sáng cú điện thoại mà mọi người chờ đợi từ Las Vegas mới đến. Tin tức đầu tiên không được tốt, ở Las Vegas trời lạnh và mưa. Lansky kéo Luciano ra một chỗ đứng và nói với anh, "Charlie à, với thời tiết như vậy chỉ có một phép lạ mới cứu được khách sạn Flamingo. Hơn nữa, tôi muốn nói với anh là trước khi rời New York, tôi đã thăm dò ý kiến một số người về khả năng khai trương khách sạn sau ngày lễ Noel và họ đã cười vào mặt tôi. Họ nói rằng thời gian giữa Noel và năm mới không phải là thời gian thích hợp cho việc đó. Tôi biết là Meyer đã nói đúng." Benny Trổ đã sốt ruột muốn chứng minh rằng anh ta đang vớ được một cơ hội làm ăn lớn hơn bất cứ một cơ hội nào từ trước đến nay trong nghề gá bạc. Anh ta đã chuẩn bị một đêm khai trương thật rầm rộ. Tôi nghĩ rằng tài năng của anh ta có thể đưa đến thành công nhưng đồng thời cũng có thể gây cho anh ta rắc rối nghiêm trọng. Đúng là xí trổ đã trổ hết tài để đảm bảo buổi khai trương thắng lợi. Hắn đã mời Jock sổ đến làm người đầu trò, thuê giàn nhạc Xavier Cuga và các nghệ sĩ nổi tiếng Jimmy Durante, Job Rap đến để biểu diễn trong lễ khai trương. Nhưng khoảng 3 giờ sáng, Lansky nhận được cú điện thoại thứ hai báo tin không một vị khách nào đến vào buổi lễ khai trương của khách sạn Flamingo, thất bại hoàn toàn. Khi Lansky báo tin này, mọi người nổi giận và có một số ý kiến đòi bản án đối với Sicho phải được thi hành ngay. Nhưng Lansky đề nghị phải hết sức thận trọng và nên chờ một thời gian ngắn trong khi chờ đợi các luật sư của khách sạn flamingo sẽ thăm dò khả năng để thế giới ngầm có thể mua rẻ lại khách sạn này có nhiều người nghĩ rằng lansky đã tỏ ra ngốc nghếch bởi vì kế hoạch của anh có nghĩa là phải quăng thêm tiền vào đó nhưng lansky vẫn hoàn toàn tin ở ý kiến xí trồ cho rằng có thể biến las vegas thành mỏ vàng thật sự vấn đề là cách làm ăn thế nào cho đúng cuối cùng lansky thuyết phục được mọi người được sự đồng ý của luciano hội đồng và anh bắt tay ngay vào thực hiện các kế hoạch của mình. Khoảng giữa tháng riêng, khách sạn Flamingo đóng cửa, thế giới ngầm phải bỏ ra khá nhiều tiền để chuẩn bị khai trương lần thứ hai. Còn đối với Sicho tạm thời chưa thi hành bản án, tất nhiên những chuyện xảy ra ở Las Vegas đã làm tôi rất buồn và đêm đó không ai muốn nói chuyện với ai cả. Khoảng 7 giờ sáng, tôi định đi ra thì Vito ngăn tôi lại và đề nghị tôi theo anh ta lên phòng riêng hắn nói là hắn có việc riêng muốn nói với tôi tôi bảo ok tôi nghĩ rằng hắn chẳng có chuyện gì đáng nói với tôi cả nhất là sau câu chuyện ở biệt thự mirama trước cuộc họp hai chúng tôi lẳng lặng đi lên thang gác sau khi đóng cửa hắn quay lại và nói với tôi charlie à tôi muốn anh chia đôi với tôi những lợi tức ở ý tôi sững sờ nhìn hắn tưởng như hắn rồ tôi hỏi vito anh nói cái gì thế Genovis nói charlie à nói cho cùng tất cả mọi việc ở châu âu đều do tôi thu xếp hệ thống chợ đen hệ thống vận chuyển ô tô đi đức tất cả anh đã nắm lấy và sử dụng tất cả những hệ thống đó trước khi anh về đây và các hệ thống đó cũng đang chờ anh trở về ý luciano bật ra vito anh đi à tôi sẽ không trở về ý nữa tôi sẽ ở lại cuba genovis lắc đầu tôi nghĩ khác Tôi nghe nói rằng Washington đã biết rằng anh đang ở Havana và người ta đang chuẩn bị gây áp lực với Cuba để buộc họ phải trục xuất anh. Họ sẽ tỏ ra quyết liệt và không có ai có thể giúp đỡ được anh đâu. Anh phải đi khỏi nơi đây và trở về Ý, nói cho thật công bằng tôi có quyền được hưởng một nửa lợi tức ở Ý và tôi muốn như vậy. Thế là thằng chó để đó lật ngửa con bài, nhưng không phải hắn tìm cách lừa dối tôi hắn chưa hề giở trò với tôi vì tôi có thể đọc ngay những được những ý nghĩ sâu kín nhất của hắn điều thằng chó đều ấy muốn là giật cổ được tôi điều đó luôn luôn ám ảnh hắn và trong giờ phút này đối với tôi hắn chả có gì khác lão enzinger cả hai đều có ý nghĩ chung là tóm được cổ charlie lucky luciano đối với enzinger thực hiện được điều đó có nghĩa là hắn sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng còn đối với Vito Zenovic thì điều đó là nấc thang cuối cùng để trở thành ông chủ của mọi ông chủ. Tôi biết chắc rằng Vito đã báo cho Washington biết về sự có mặt của tôi ở Cuba và có lẽ hắn cũng đang làm cho người ta tưởng rằng chính tôi là người cầm đầu mạng lưới buôn thuốc phiên. Tôi chửi thẳng vào mặt hắn, gọi hắn là đồ con lợn và hắn cũng bắt đầu chửi lại tôi. Lần đầu tiên trong hơn 5 năm qua, tôi mất bình tĩnh trong khi chúng tôi đang mắng chửi nhau om sòm như vây thì tôi chợt nhớ lại hắn đã làm những điều gì trong thời gian chiến tranh hắn đã xoay sở như thế nào để lập ra những hệ thống vận chuyển và đường dây mà hắn khoe khoang hắn đã bắt tay với kẻ thù và bọn quốc xã trong suốt thời gian bọn này tìm cách đánh bại đất nước của chúng tôi thế là tôi đã làm một việc mà tôi chưa từng làm trước đây bao giờ trái với tất cả những quy tắc mà chính tôi đã lập ra tôi đã dựng cổ hắn dậy đẩy nó vào tường và bắt đầu đấm đá túi bụi hắn là một thằng khá khỏe nhưng tôi cao lớn và khỏe hơn hắn nhiều. Hơn nữa, tôi đang giận điên cả người. Tôi bắt đầu đấm đá hắn lăn lông lóc quanh phòng như một quả bóng. Tôi ý không đánh vào mặt hắn vì không muốn để lại dấu vết. Tôi toàn đấm vào bụng, và mạng mỡ và khi hắn ngã gục xuống thì tôi bắt đầu đá vào bụng hắn. Tôi vừa đấm đá vừa chửi mắng hắn, rằng hắn là một thằng chó đều, một thằng nê đáng nguyên rủa và tệ hại hơn nữa hắn là một người Mỹ phản bội tổ quốc. Sau trận đòn, Vito đã phải nằm liệt trong phòng 3 ngày liền. Người duy nhất biết chuyện này là Anastasia. Khi thấy Vito nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà, tôi chợt nghĩ là có thể tôi đã đánh chúng vào chỗ hiểm. Tôi vội vàng gọi Albert để giúp tôi cõng hắn về phòng của hắn. Sau đó tôi gọi bác sĩ đến săn sóc cho Vito, viên bác sĩ quen biết Lansky, vì vậy hắn cũng biết cách giữ kín việc này. Luciano đã đánh gãy ba xương sườn và cánh tay trái của Vito chưa kể những vết tím bầm khắp người. Sáng hôm sau, Luciano kể lại cho Lansky biết về cuộc ẩu đả và yêu cầu Lansky thu xếp để không ai đến thăm Genovis. Đồng thời một câu chuyện đã được dựng lên là Genovis bị cúm nặng rất dễ lây và mặc dù bác sĩ không cho ai vào thăm nhưng có thể gửi hoa quà và thư từ thăm hỏi. Việc tôi hành hung Vito có thể có hậu quả nghiêm trọng. Hắn có thể kiện tôi thậm chí hắn có thể yêu cầu hội đồng đưa tôi ra xét xử và tù tiêu tôi nhưng tôi không lo ngại việc này thứ nhất là người ta tin tôi hơn là vito ngoài những vết bầm khắp người không có dấu vết nào khác và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để nói rằng anh ta bị trượt ngã khi tôi và albert đưa hắn ra máy bay tôi nói với hắn này john vito nếu khi nào anh phạm sai lầm anh để lộ câu chuyện của chúng ta cho một người khác biết thì tôi charlie luciano sẽ lập tức bay về New York để tính chuyện với anh lần cuối cùng. Tôi tìm đến anh, di súng vào mặt anh và bắn nát óc anh. Tôi sẽ không thèm bắn anh từ sau lưng đâu mặc dù bọn chó đẻ người Naples của anh thích làm như vậy. Tôi tin rằng Genovese đã không để lộ điều này với ai. Nhưng sau khi thằng chó đẻ ấy đã lên máy bay, tôi quay lại nói với Albert, chừng nào thằng chó này còn sống, cả hai chúng ta không một ai có thể sống yên ổn. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ tìm cách móc ngoặc với Washington, và tất cả những gì chúng ta có thể làm là chỉ xem sự việc diễn biến ra sao nếu hắn cả gan làm điều đó. Chẳng bao lâu, mối lo sợ của Luciano đã thành sự thật. Đầu tháng riêng, trong số người Mỹ ở khu Mirama, người ta đồn đại rằng người khách bí mật ở đại lộ số 5 chẳng phải ai xa lạ mà chính là Luciano. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi nhận được rất nhiều giấy mời đi dự cốc tai. Giả dạ tiệc làm cho tôi nhớ lại những ngày vàng của những năm 20 đến 30 Khi giới thượng lưu vùng New York rất muốn tôi nhận lời đến nhà họ Làm như tôi là một nhân vật nổi tiếng Tôi có phần nào ngần ngại khi nhận lời mời của họ Nhưng tôi không thể cưỡng lại được Tôi rất khoái được sống trên vai thích cánh với những người Mỹ thuộc giới thượng lưu Phần lớn những kiểu dân Mỹ này là hội viên của những hội khúc côn cầu Mọi việc đi lại chơi bời với họ làm cho tôi sống lại thời kỳ ở westchester và connecticut trước khi đi tù những mối quan hệ này về sau đã đưa đến nhiều chuyện rắc rối một nhà báo độc lập mỹ tên là henry wallace thường viết cho một số tờ báo của mỹ và là một cây bút quan trọng của một tờ báo tiếng anh xuất bản ở cuba đã tình cờ nhận ra một khuôn mặt quen thuộc trong một đêm dạo chơi ở havana người ta nói với hắn ta rằng người đó mới đến cuba và tên là salvatore lucania Đối với Wallace, việc khám phá ra Lucania là Luciano không phải chuyện khó. Một hôm, Wallace đến gặp tôi ở câu lạc bộ khúc côn cầu và nói rằng anh ta biết rất rõ tôi là ai. Anh ta tự giới thiệu là nhà báo và anh ta định viết bài nói về việc đáng lẽ tôi ở Ý thì lại có mặt ở Havana. Nói xong anh ta đứng chờ. Tôi biết anh ta muốn gì và tôi cũng đã không úp mỏ gì với anh ta cuối cùng anh ta nói là anh ta có thể bao che cho tôi bằng cách không nói lộ ra tôi là ai hóa ra hắn định tống tiền tôi tôi đã nhờ người tống của hắn ra khỏi câu lạc bộ và có lẽ người ta đã quá nặng tay với hắn đó là một sai lầm của tôi bởi vì wallace là bạn thân của hai nhân vật quan trọng ở havana một là benito herrera đứng đầu cơ quan mật vụ cuba còn người bạn thân thứ hai của hắn là alfredo pequeno bộ trưởng bộ nội vụ trong một bữa tiệc với các kiều dân Mỹ, tôi đã làm quen với Burpley Paterno một cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong các phòng trà ở New York. Tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông, cho nên chẳng bao lâu, chúng tôi đã cặp kè với nhau khắp nơi, trường đua ngựa, câu lạc bộ, khách sạn. Nhưng làm thế nào mà tôi biết được cô gái xinh đẹp này bán lấy tôi mục đích quảng cáo? Cặp kè với một cô gái đẹp, đồng thời có kinh nghiệm làm tình, chỉ là một việc tốt thôi. Nhưng tại sao cô ta lại thuê hẳn một nhà báo để chuyên đưa tin về những nơi chúng tôi có mặt, thậm chí có lúc, chúng tôi chưa đến nơi thì tin đã đăng lên báo. Vì vậy mà chúng tôi xuất hiện ở nơi nào, cũng có hàng trăm hàng nghìn ống kính chĩa vào tôi chụp lia lia. Và thế là ảnh của chúng tôi đăng đầy trên các báo ở Havana. Rồi bỗng nhiên các báo chí ở New York, đăng bài với những tít lớn là Charlie Lucky Luciano ông vua của tội ác và thuốc viện lậu đang tiến hành các tội ác ngay từ ngưỡng cửa của nước Mỹ. Tôi tin chắc trong việc này có bàn bay của Wallace, khi câu chuyện bùng to ra, Lansky vội vàng đi Miami gặp Batista. Batista cam kết rằng, mặc dù Luciano đã tỏ ra không khôn khéo trong quan hệ xã hội, nhưng không ai có thể đuổi được Luciano ra khỏi Cuba bởi vì anh mang hộ chiếu hợp lệ của Ý được Cuba cho phép nhập cảnh. Ngoài ra, anh còn có lý do chính đáng để có mặt ở Cuba, đó là các cổ phần của anh trong khách sạn Nacional. Lansky báo tin này cho Luciano, chắc rằng Meyer nghĩ tin này làm tôi vui vẻ hơn, nhưng thực ra, tôi chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào vì tôi linh cảm rằng việc rắc rối mới chỉ là bước đầu. Khoảng tháng 2, Harry Enslinger tuyên bố chừng nào Luciano vẫn có mặt ở Tây Bán Cầu thì trường đó vẫn còn đe dọa cho an ninh nước Mỹ. Ông ta chính thức yêu cầu chính phủ Cuba trục xuất Luciano. Lúc đầu, chính quyền Cuba chỉ ghi nhận một cách lịch sự yêu cầu chống buôn lậu thuốc phiện của Mỹ. Nhưng họ từ chối không chịu thi hành. Tôi có một người bạn rất thân tên là Indalicio Pertier. Anh ta là một thượng nghị sĩ của Cuba, đồng thời là chủ một trường đua ngựa mà tôi thường đến ông ta thường xuyên thua lỗ và tôi cũng đã giúp ông nhiều về tài chính để qua những lúc khó khăn bây giờ ông ta tìm mọi cách để giúp tôi ông ta đã vận động một số thượng nghị sĩ khác làm áp lực để chính phủ cuba nói với washington rằng luciano không vi phạm luật pháp của cuba vì vậy không có lý do nào đuổi tôi đi cả giám đốc mật vụ herrera và bộ trưởng bộ nội vụ pequeno cũng đã báo cáo cho sứ quán mỹ ở havana biết rằng Họ biết rõ sự có mặt của Luciano nhưng không có bằng chứng nào là anh ta có những hoạt động bất hợp pháp. Pekeno còn nói thêm, Luciano là người tính tình nguy hiểm và khai man, nhưng giấy tờ của anh ta hợp lệ. Tôi đánh giá cao những cố gắng của họ, nhưng tôi biết họ không thể giúp được gì cho tôi nếu Enzinger làm mạnh hơn. Ngoài ra, tôi không thể nào gạt bỏ được nỗi lo ngại rằng Vito đang tìm cách là hại tôi ở Washington. Tôi gọi Costello và Lansky đến gặp tôi và nói với họ về tình hình đó. Theo pháp luật hiện hành ở Mỹ thì chừng nào chưa có những bằng chứng cụ thể về việc làm của tôi thì họ không thể nào làm gì được tôi và tôi vẫn là người vô tội. Tôi đã có kinh nghiệm với Dewey, nhưng nếu có kẻ nào đây nói rằng Charlie Lucky từ Havana điều khiển hệ thống buôn lậu thì ở Washington người ta tin ngay điều đó là sự thật. Tình hình không lấy gì làm sáng sủa, trước thái độ của chính phủ Cuba. Ensinger đến gặp Tổng thống Truman. Hắn báo cáo với Truman là trong những tháng gần đây, việc buôn lậu thuốc phiện từ Havana vào Mỹ đã tăng vọt. Theo Ensinger, lý do của hiện tượng này là sự có mặt của Luciano ở Havana và đang trực tiếp điều khiển công việc này. Vì vậy, đây là việc sống còn của an ninh nước Mỹ, phải ép cho được Cuba đuổi Luciano trở lại Ý. Truman đã bị thuyết phục và đã trao cho Ensinger toàn quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết. Enslinger lập tức công bố rằng, chừng nào Cuba chưa tống của Luciano trở về Ý và chỉ có về Ý thôi thì chính phủ Mỹ sẽ thi hành chính sách cấm vận và ngừng mọi việc chuyên chờ thuốc men cần thiết cho Cuba. Tổng thống Cuba Ramon Grau San Martin đã tỏ ra rất phẫn nộ trước sự bất công trong lời đe dọa của Mỹ. Tiến sĩ Jose Andrew, Bộ trưởng Bộ Y tế của Cuba, không những bác bỏ ý kiến của enzinger cho rằng luciano chỉ huy hệ thống buôn lậu mà còn tuyên bố rằng không có một sức mạnh nào có thể cắt nguồn tiếp tế thuốc men cho cuba vì điều đó phù hợp với các công pháp quốc tế ông ta còn lên án hành động của chính phủ mỹ là độc đoán và bất công nhưng tất cả những điều đó chỉ là đánh giặc mồm trên thực tế các nhà chức trách cuba không có cách lựa chọn nào khác là phải khuất phục trước sự đe dọa và thúc bách của mỹ công nghiệp trong nước không đủ sức sản xuất các loại thuốc cần thiết về mặt này cuba hoàn toàn phụ thuộc vào mỹ kế hoạch của luciano nhằm ở lại cuba hầu như thất bại khi mỹ tăng áp lực batista và lansky lại gặp nhau batista nói rằng tổng thống cuba không đủ sức chống lại áp lực của mỹ vì vậy luciano nên chủ động rời cuba batista hứa sẽ thu xếp để quyền lợi của luciano trong sòng bạc không bị đụng chạm đến khi nào thời thế thay đổi với việc đắc cử Tổng thống của Điêu năm 1948 sắp tới, hoặc khi Batista làm Tổng thống Cuba cũng vào năm đó Luciano sẽ có khả năng trở lại Cuba. Tuy nhiên Luciano vẫn chưa chịu đầu hàng, anh ta nghĩ rằng, nếu anh rời Havana về Ý thì vị trí đứng đầu thế giới ngầm của anh sẽ bị ảnh hưởng. Ở Havana, tôi có một luật sư giỏi tên là Gonzales. Anh ta là bạn của Tổng thống Martin anh ta và một số thượng nghị sĩ Cuba đã nghĩ ra cách giúp tôi. Họ sẽ yêu cầu Tổng thống Cuba ngừng bán đường cho Mỹ, nếu lệnh cấm vận của Ensinger thi hành. Tôi nghĩ rằng đó là một ý kiến đáng sợ, Chưa một điều, Gonzales nói với tôi rằng, cuối cùng chúng tôi sẽ thất bại. Thế là một hôm, tôi nhớ hình như chiều thứ bảy 23 đến 2, tôi đang ngồi ăn ở một khách sạn thì Hernandez phó giám đốc sở mật vụ đến bên cạnh bàn ăn của tôi và ra lệnh bắt tôi. Ông ta nói với tôi rằng, thượng cấp của ông không thể nhẫn tâm tự mình làm việc đó đối với tôi. Luciano bị quản thúc và người ta cho anh được chuẩn bị trong vài ngày. Sau đó, cảnh sát đưa anh đến một trại nhập cư chờ quyết định chính thức. Đây là một thứ cù lao Ellis kiểu Cuba. Xung quanh là một bãi lầy lội, trong trại nóng một cách khủng khiếp và không khí ẩm thấp đến mức áo quần dính chặt vào người. Tôi biết là công việc chẳng kéo dài lâu, cũng giống như câu chuyện đã xảy ra ở Ý mà thôi. Khi một nước lớn như Mỹ gây áp lực đối với nước nhỏ như Cuba thì còn cách lựa chọn nào khác nữa. Trong khi Luciano nằm chờ ở trong trại, các quan chức Cuba cố gắng hết sức để đi đến một hành động thỏa đáng làm vừa lòng của hai bên. Cuba sẽ thẩm mãn yêu cầu của Kissinger về việc trục xuất Luciano, nhưng thay vì nước Ý, Luciano sẽ được phép chọn một nước khác như về Caracas chẳng hạn, bởi vì chính phủ Venezuela đồng ý cho anh ta ngụ cư ở đó nhưng Ensigner vẫn khăng khăng một mực. Nếu Cuba muốn tôi bị cấm vận, thì họ phải đưa Luciano về ý, chỉ có ý mà thôi. Vì vậy, tôi nói với bạn bè Cuba của tôi là hãy quên vấn đề ấy đi và tôi sẽ trở về ý. Nói một cách khác, tôi tự nguyện về ý để Ensigner khỏi phải lằng nhằng với tôi nữa. Tôi chỉ có một yêu cầu, tôi được phép mua vé hạng nhất trong một chiếc tàu vượt đại dương. Nhưng Ensigner làm áp lực mạnh đến mức là tôi phải rời khỏi Cuba ngay trong tuần đó không phải trên chuyến tàu chở hành khách, mà trên chiếc tàu chở hàng tên là S, S3 kia. Khi tôi biết đây là chiếc tàu Thổ Nhĩ Kỳ, tôi giơ hai tay lên trời và lắc đầu vì Thổ Nhĩ Kỳ đồng nghĩa với nhà phiến. Thế là từ bây giờ, Charlie Luciano chính thức được coi là ông vua thuốc viện lậu. Hồi 28, từ Havana đến cảng Genoa, con tàu S, S3 kia phải đi mất hơn một tháng thỏi tia xấu đến mức con tàu tưởng chừng sẽ chìm xuống đáy biển từ 4 đến 5 lần trong một ngày. Chuyến đi này không giống như chuyến đi trên con tàu Laura -Kin. Hồi đó tôi biết rằng thế nào tôi cũng sẽ trở về Mỹ. Hoặc một nơi nào đó kề sát nước Mỹ, còn lần này thì có lẽ là vĩnh viễn, trừ trường hợp có một sự kiện nào đấy có thể kéo tôi ra khỏi nơi mà Enslinger đã quy định cho tôi. Ai mà nghĩ rằng Bốn tuần lễ lênh đênh trên đại dương là một thời gian đủ để người ta vạch mọi thứ kế hoạch. Nhưng mọi điều suy nghĩ của tôi trong suốt thời gian đó đều quy tụ lại một điểm, hy vọng duy nhất của tôi là Thomas Dewey sẽ thắng Harry Truman trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1948. Tôi vốn là người không hay cầu nguyện, tôi thù ghét Dewey với tất cả điều gì hắn đã gây ra cho chúng tôi. Tuy nhiên, Hầu như đêm nào tôi cũng cầu nguyện Dewey lọt được vào tòa nhà trắng năm 1948. Với Chu tôi không có chút hy vọng nào, còn với Dewey tôi đã có lần mua được hắn, vì vậy chắc sẽ có cách mua được hắn lần nữa. Con tàu cập bến Genoa ngày 11 tháng 4 năm 1947, Luciano lập tức được giao cho cảnh sát canh gác. Anh hy vọng đây là vấn đề thủ tục đơn thuần, anh sẽ bắt tay ngay vào việc thu xếp để được đi lại tự do như trước nhưng đã có một số nhân tố mới làm cho dự kiến đó không thể diễn ra thủ tướng ansai de gasperi lo lắng trước những tiếng xì xào xung quanh những hoạt động của luciano ở ý việc anh ta bí mật bỏ ý ra đi về các hoạt động ly kỳ của anh ta ở cuba về việc anh ta trở về ý và về cả những việc anh ta sẽ làm Ancide Gasperi sắp có một cuộc họp với hàng chục lãnh tụ cao cấp của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo tại Sicily thảo luận về đường lối tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp đến. Vì vậy, ông ta không muốn Lucania có mặt ở đảo để tránh những tác động đến hội nghị. Chính ông ta đã ra lệnh tạm giam Luciano tại nhà tù Marasi ở Genoa cho đến khi kết thúc hội nghị. Sau đó, anh sẽ được đưa về Lecara và ở lại đấy. Nhưng không phải chỉ có một mình Gasperi thành kiến với Luciano tổng thanh tra cảnh sát mới ở Palermo, bác sĩ Giuseppe Massara cũng chẳng có cảm tình gì với anh. Ông ta đã ra lệnh cho cảnh sát Genoa bắt ngay Luciano khi mới đặt chân lên cảng và giam giữ chờ quyết định cuối cùng của một tiểu ban cao cấp đặc biệt. Tiểu ban này sẽ họp ở Palermo gồm có cảnh sát trường thành phố, thị trường, một sĩ quan cảnh sát vũ trang, một tránh án và một đại biểu các công dân. Luciano được quyền chọn một trạng sư để thay mặt cho mình ở tiểu ban này tiểu ban này sẽ chọn một trong ba quyết định. Thứ nhất là tuyên bố coi Luciano là một nguy cơ đối với đất nước và anh phải chịu quản thúc ở Lecara Freddy ít nhất là 5 năm. Hết thời gian đó tiểu ban sẽ họp và xét lại. Hai là Luciano sẽ bị nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng được phép tùy ý lựa chọn bất cứ nơi nào ở Sicily để định cư với điều kiện là không được đi lại ban đêm và hàng ngày phải trình diện với cảnh sát ba là luciano hoàn toàn tự do nhưng cấm không được gây rắc rối và tiểu ban cảnh cáo trước bất cứ sự vi phạm luật pháp nhỏ nào cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc tiểu ban này đã họp mấy tuần liền để nghe các báo cáo và nhân chứng các nhà chức trách thì đòi phải có biện pháp quyết liệt nhất nghĩa là coi luciano là một mối nguy cho đất nước các trạng sư của Luciano là Cesare và Calasudo đã cãi rằng Luciano là nạn nhân của một sự trả thù hèn hạ của cảnh sát Mỹ và người ta đã phải thả anh ra khỏi nhà tù ở Mỹ, bởi vì các nhà chức trách thừa nhận tính chất sai trái của bản án. Luciano cũng ra khai trước tiểu ban, anh cam đoan rằng anh đã tự nguyện trở về ý chứ không hề bị trục xuất khỏi Cuba. Tôi không hề có ý từ bỏ tính chất công dân ý của tôi. Ngày 14 tháng 5 năm 1947 ngày lễ của thánh fortunato tiếng ý là may mắn trùng hợp với biệt hiệu lucky của luciano tiểu ban tuyên bố anh không phải là một mô ý nguy đối với xã hội bản tuyên bố của tiểu ban cũng nhấn mạnh từ giờ phút này anh salvatore lucania là một công dân tự do có quyền không bị ai quấy dày anh có quyền sống cuộc sống riêng của mình đồng thời có nghĩa vụ phải xử sự như một công dân có danh dự anh phải tránh mọi hoạt động bất hợp pháp suốt mấy ngày liền, Luciano ở lại Palermo, nhưng cuối tháng 6, anh đã thuyết phục các viên chức có thiện trí với anh cho phép về định cư ở Rome một lần nữa. Anh dừng lại một tuần ở Naples để móc nối lại các mối quan hệ và nắm lại hệ thống chợ đen đang phát đạt đồng thời cũng đang còn là sự cần thiết và là nguồn sống chính của rất nhiều người Ý. Trong thời gian ở Naples, anh cũng đã tranh thủ đến thăm cha đạo Frank Francesco ở chân núi Vesuvius bên kia vịnh Naples hai người đã quen nhau từ 1946. Dạo ấy, cha Francesco thường được gọi là John Chick, là người chăm lo mặt đạo cho các tù binh chiến tranh người Ý vẫn còn bị giữ trong nhà giam chờ nhà cầm quyền Mỹ cho phép trở về quê hương. Cha Francesco cũng nằm trong số đó, bởi vì cha cũng đã từng là sĩ quan tuyên úy trong quân đội Ý trong suốt thời gian chiến tranh địa hạt của cha phụ trách của một số làng nhỏ ở dưới chân núi Vesuvius đã từng bị tàn phá năm 1944 khi ngọn núi lửa này đột nhiên hoạt động trở lại. Việc đào bới tiến hành rất chậm và cha Francesco đã phải nhờ ngài triệu phú nổi danh người Mỹ giúp đỡ về tài chính để đẩy nhanh công việc đào bới. Luciano đã nhận lời giúp đỡ trong cuộc gặp gỡ lần này. Luciano thấy rằng viên cố đảo đang gặp một khó khăn mới. Ông ta đang tiến hành cuộc đấu tranh gay gắt với một đảng viên cộng sản được đào tạo ở Nga tên là Ivan Montoni, người đã kiểm soát bộ máy hành chính trong làng. Cha yêu cầu Luciano giúp đỡ nhiều hơn nữa, kể cả tiền bạc. Cha Francesco nói, sự giúp đỡ này có tính chất quyết định trong cuộc đấu tranh chống lại cộng sản nhằm giành lại dân chủ. Vì nó sẽ chứng minh cho dân làng thấy rằng một cha cố bình thường như ông ta nhưng cũng có quan hệ trực tiếp và cá nhân với ngài triệu phú nổi tiếng người Mỹ từ New York đến giòn trích là người nhỏ bé và mỗi lần ông ta cười mặt ông nhăn nhó đến dễ sợ làm thế nào tôi có thể từ chối sự giúp đỡ đối với một người suốt đời chỉ làm điều tốt cho người khác mà không đòi hỏi cho mình một tí gì vì vậy tôi cho ông ta số tiền ông ta cần sửa sang lại nhà thờ và sắm lại một số bức tranh đảo cũng như một số thứ khác bị tàn phá trong vụ núi lửa thiêu hủy vì vậy tôi cho thêm ông ta một số tiền dùng vào việc này cuối cùng Ông ta xin phép tôi được tuyên bố công khai, Lucky Luciano là bạn và sẵn sàng giúp đỡ ông ta. Điều này sẽ có lợi cho ông ta. Quả nhiên, ông ta đã có lợi ít lâu sau. Tôi được tin và rất tự hào là nhờ sự giúp đỡ của tôi mà ông ta đã thắng được những người cộng sản ở vùng này. 3 tuần tháng 6 năm 1947, Luciano đang ở Naples chuẩn bị đi Rome thì cảnh sát đến tìm anh vì một số sự kiện xảy ra ở California, chiều ngày 20 tháng 6 bác sĩ si đến hiệu cắt tóc Harry Drucker ở Beverly Hills và gặp các la một nhà đạo diễn điện ảnh. Sĩ trổ trông có vẻ thoải mái. Anh ta cho biết hai cô gái của anh sắp từ New York về nghỉ hè và anh cũng đang chờ tình nhân của mình là Verinia Hill từ châu Âu trở về. Công việc làm ăn của anh cũng bắt đầu khấm khá. Khách sạn Flamingo đã hoàn thành và đã khai trương lần nữa vào tháng 3. Lúc đầu, công việc làm ăn không tốt lắm. Cả khách sạn và sòng bạc đều lỗ vốn. Nhưng từ tháng 5 thì tình hình thay đổi hẳn. Khi xí trồ rời hiệu cắt tóc, anh ta có vẻ tươi cười. Tối hôm đó, khoảng 10 giờ rưỡi, xí trồ đang ngồi ở phòng khách trong ngôi nhà của anh ở Beverly Hill cùng với người bạn là Alan Smiley. Ở tầng trên, em trai của Virginia là Chuck Hill đang ngủ với tình nhân của mình là Jerry Mason. Bỗng nhiên, một loạt đạn ca cỡ 30 đến 30 bắn qua cửa sổ phòng khách. Một viên đạn xuyên qua đầu Si Trồ làm lồi mắt ra, bốn viên đạn khác găm vào người anh làm thủng ruột và phổi, còn ba viên khác chật ra ngoài. Alan Smiley không bị xây sát gì, nhưng sự nghiệp của Benny Si Trồ đã đột ngột kết thúc. Mục cuối cùng trong chương trình nghị sự của cuộc họp nhân dịp lễ Noel tại Havana đã được thi hành. Tiếng súng ở Beverly Hills vừa nổ thì ở Las Vegas, cách đây 200 dặm, ba thủ hạ của Meyer ở các sòng bạc và nhiều nơi khác sẽ nắm quyền quản lý khách sạn và sòng bạc. Còn Moe Xé thì phụ trách các mối quan hệ với khách hàng. Khi những sự kiện trên xảy ra ở Mỹ thì lúc này ở Ý đã là buổi sáng ngày 21 tháng 6. Khi được tin này, cảnh sát Ý đã theo lệnh từ Washington thẩm vấn Luciano về cái chết của Sicho. Nhưng Luciano trước sau chỉ trả lời, Beverly Hills cách đây hơn 7.000 hải lý, làm thế nào mà tôi lại dính dáng đến cái chết của người bạn thân? thật sự tôi cũng chẳng biết ai là người đã giết Sicho. Nhưng tôi nhớ rằng Jack Rania là người nổi tiếng về tài bắn súng. Nhưng thực tế là tôi chẳng biết và tôi cũng không cần biết. Điều duy nhất tôi cần biết là kết quả như thế nào. Tuy nhiên, cái chết của Sicho cũng đã kéo theo một số hậu quả, quan trọng nhất là việc Virginia Hill. Tôi không biết mặt cô ta, tôi nghe nói cô ta rất đẹp quê đâu ở phương Nam và Adonis là người đầu tiên quan hệ với cô khi cô đến New York. Adonis đã giao cho cô một số việc làm trong mạng lưới sổ số của chúng tôi. Và tôi nghe nói rằng, cô ta rất lẳng lơ và sẵn sàng ngủ với bất cứ ai. Tất nhiên sau cái chết của Sitchell, cô ta trở thành mối nguy cơ vì cô ta biết quá nhiều. Mọi người đều biết chắc rằng trong những đêm ăn nằm với cô ta cô đã để lộ cho cô ta biết rất nhiều chuyện bí mật về công việc làm ăn cũng như hệ thống tổ chức của chúng tôi và điều này có thể gây ra rắc rối to kết luận logic nhất là phải thủ tiêu cô ta như một trong những người giữ sổ sách của chúng tôi ở chicago dâu ép tên lại chết mê chết mệt cô ta che chở cho cô ta gửi tiền cho cô ta ngay cả khi cô ta ăn ở với si trên thực tế tất cả những ai trong hội đã từng ăn nằm với cô ta hầu như không thiếu một ai đều bênh vực cho cô ta. Ngoài ra, Lansky muốn lấy lại được số tiền đã gửi ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng Virginia Hill không dám chi dùng số tiền này, mặc dù chúng tôi biết có nhiều lần cô ta rất thiếu tiền. Vài năm sau, khi Kefauver mở phiên tòa, Virginia Hill đã được gọi ra làm nhân chứng. Virginia liên hệ với tôi ở Naples và xin được gặp tôi. Tôi hiểu ngay là cô ta định mặc cả tôi cho người thu xếp với cô ta nếu cô ta biết kín mồm kín miệng chúng tôi sẽ cho phép cô ta hưởng một phần số tiền gửi ở ngân hàng thụy sĩ phần còn lại cô ta sẽ gửi trả cho hội cô ta đã không tiêu một xu nào cho đến khi phiên tòa chấm dứt chúng tôi biết chắc chắn rằng cô ta đã biết xử sự, sự đúng đắn trong những lời khai của cô khi ngồi trên ghế nhân chứng cô ta đã nhiều lần làm cho cả tòa phải bật cười nhưng phải thừa nhận cô không tiết lộ một điều gì tháng 3 năm 1966 Virginia Hill tự tử. 22. Lucky Luciano là sự hấp dẫn lớn nhất đối với khách du lịch toàn nước Ý. Từ khi tôi trở lại Rome vào tháng 6 năm 1947 tôi không hề làm một điều gì xấu. Tôi muốn nói là tôi chỉ có hoạt động chợ đen và đổi tiền giống như trước đây. Có thể nói là ở Ý hồi đó, ai cũng tham gia việc này nhưng tôi thì phải thận trọng hơn nhiều bởi vì tôi là ông trùm gangster và bất kỳ tôi đi đâu cũng có những người mang máy ảnh bám theo. Mặc dù tiểu ban ở Sicily tuyên bố tôi hoàn toàn có quyền tự do đi lại, nhưng Enzinger vẫn chưa chịu buông tha tôi. Tôi được biết sứ quán Mỹ ở Rome đã được lệnh gây sức ép buộc cảnh sát Ý thường xuyên theo dõi tôi. Vì vậy mà tôi hầu như luôn có những cái đuôi bám sát. Mặc dù sự theo dõi của các nhà chức trách Mỹ ở Ý luciano vẫn giữ vững quyền lực của mình đối với thế giới ngầm ở mỹ việc anh phải sống biệt sứ ở ý không ảnh hưởng gì đến quyền lực của anh có thể nói không có quyết định quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến tương lai tổ chức tội ác ở ý mà không có ý kiến và chỉ thị của anh những cuộc tiếp xúc trực tiếp nhân viên và thư từ liên lạc vẫn thường xuyên đi đi về về ngoài ra anh cũng đã lập thêm một đường dây để chuyển các thư từ có hai người bạn là sĩ quan của quân đội mỹ một ở Naples và một ở Rome đã cho anh hòm thư lưu của họ để chuyển các thư từ. Thư từ đến đều dùng các phong bì màu hồng và đều đóng dấu Brooklyn hoặc một trong nhiều thị trấn của New Jersey và các phong bì này để không ghi địa chỉ người gửi. Một người liên lạc từ Mỹ đến thường trở về mang theo chỉ thị và ý kiến miệng của Luciano. Các liên lạc viên này không phải chỉ mang đến ý những báo cáo và các câu hỏi mà họ còn mang tiền qua cho Luciano, mỗi tháng anh nhận khoảng 25.000 đô la đó là phần lợi tức anh được chia trong các hoạt động có cổ phần mà anh đã giao cho các bạn bè quản lý hộ anh ở mỹ ngoài ra anh còn nhận được tiền lãi của các sòng bạc ở havana và nhiều hoạt động mà anh chung vốn với lansky và các bạn bè khác trong tất cả các hoạt động của anh luciano phải hết sức thận trọng và cảnh giác bởi vì các nhân viên cục chống nha phiến ở mỹ không rời anh vẫn chưa từ bỏ bắt quả tang anh hầu như ngày nào cũng có người đến gặp tôi đề nghị việc này việc khác kể cả những cách làm giàu nhanh chóng. Tôi có thể bảo đảm rằng một nửa đề nghị đó có dính đến thuốc phiện. Chuyện này đã xảy ra đúng như tôi đã từng lo ngại ở Havana, khi tôi xung đột với Vito. Dù tôi nói hay làm như thế nào chăng nữa, Enslinger và cả tổ chức của hắn vẫn khăng khăng rằng, bằng cách này hay cách khách chính tôi đang cầm đầu hệ thống buôn thuốc phiện lậu. Vì vậy, phải cân nhắc từng bước đi để họ không thể có bằng chứng buộc tội tôi ở tất cả những khách sạn mà anh trọ trên khắp nước ý anh yêu cầu chủ khách sạn không thay đổi người bồi phòng và những người này chỉ được vào phòng anh quét dọn khi có mặt anh và các bạn bè anh anh thường xuyên giữ chiếc chìa khóa duy nhất của căn phòng và không ai có quyền vào khi anh vắng mặt anh yêu cầu tất cả các thư từ và biêu điện không được mang lên phòng anh và phải giao cho anh ở tầng dưới các biểu kiện phải được mở ra trước mặt người quản lý hay nhân viên khách sạn vài năm sau tôi phải trả lương thuê người để ngăn bớt những người đến gặp tôi. Tôi đã thuê John Raimondo và Joe Giorgio có nhiệm vụ phải tìm hiểu các vị khách muốn gì trước khi họ gặp tôi. Làm như vậy, tôi lại càng có vẻ là một ông chủ lớn. Nhưng tôi phải luôn luôn đề phòng các thủ đoạn của cảnh sát Ý và Mỹ muốn trở thành nổi tiếng bằng cách bắt quả tang Luciano. Dâu, John đã khám xét mọi người, mọi thứ và tôi tin hai anh. 23. Nước Ý vẫn trong tình trạng xa sút nghèo đói. Phần lớn các tiền viện trợ tái thiết và cải thiện công ăn việc làm đã không đến người lao động, đều chui vào túi các nhà kinh doanh và chính trị. Các tổ chức từ thiện Mỹ, đặc biệt là đội quân cứu thế, tổ chức cuộc vận động giúp đỡ cho những người nghèo. Những chuyến tàu chở đầy quần áo sang Ý để phân phát. Một lần nữa, sự viện trợ này bị tắc nghẽn, lần này do bàn tay gangster bản xứ. Họ biết rằng, người dân Ý đang run rẩy trong các cơn gió lạnh sẽ bằng bất cứ giá nào cố mua cho được các loại áo quần để cho bản thân và con cái họ khỏi chết rét. Các băng cướp địa phương đã chặn cướp các áo quần này và bán đầy, mà cảnh sát hầu như bất lực. Một hôm, một cố đạo đến gặp tôi ở khách sạn. Lúc đầu ông ta tỏ ra lúng túng, buộc tôi phải bảo ông nói to lên. Ông ta trình bày về việc áo quần bị mất cướp. Ông ta nghĩ rằng tôi là một gangster mỹ cỡ bự nên tôi có thể giúp lấy độc trị độc hình như ông cố đạo này tên là Modato và ông chủ quản địa hạt cạnh khách sạn hôm ông ta gặp tôi thời tiết ở rome rất lạnh từ cửa sổ tôi nhìn xuống đại lộ veneto tôi có thể thấy rõ bọn ăn trộm đang bán lại các thứ áo quần mà chúng lấy được tôi nghĩ đây là lối làm ăn rất hèn hạ và tôi nói với cha Modato là tôi sẽ quan tâm đến việc này nói cho cùng dù là ăn trộm đi nữa thì cũng có giới hạn không thể bước qua luciano tiếp xúc với một số gangster ý tôi không còn nhớ tên tuổi của họ hình như có một người tên là vittorio và anh ta có vẻ là một thủ lĩnh của giới gangster ý tôi đã mời họ đến gặp tôi cuộc gặp gỡ đã diễn ra ở vườn một hiệu ăn gần khách sạn hôm ấy hiệu đóng cửa vì giá rét tôi vẫn quen người chủ ông ta cho phép chúng tôi dùng hiệu ăn của ông làm nơi họ các vị khách được mời đến biết rõ tôi là ai tôi nói với họ phải chấm dứt ngay cái trò bẩn thỉu đánh cắp áo quần viện trợ từ mỹ đến Họ tìm cách trình bày nhưng tôi kiên quyết công bố, nếu tôi ra khỏi đây thì 10 phút sau tất cả các anh sẽ bị giết. Vì vậy, các anh phải trả lời ngay, không được loanh quanh. Thế là từ đó việc chặn cướp các áo quần viện trợ từ Mỹ đều phải ngừng ngay. Số áo quần này được phân phát tận nơi cho người nhận. Tôi chỉ thỏa hiệp với số gangster bản xứ một điều là họ có thể tiếp tục bán những thứ họ đã lấy được. Vài ngày sau, cha Modato lại đến gặp tôi. Ông ta nói là dân trong địa hạt của ông đã nhận được số lớn áo quần cho trẻ em và người già. Và chỉ có Chúa biết được ở đâu đến. Ông ta đi khắp nơi ca ngợi công ơn tôi và nói với tôi rằng, dân chúng biết rõ điều tôi đã làm. Tôi không phải là con quái vật mà Washington mô tả với mọi người. Khoảng hai ngày sau, một số nhà báo được nghe cha Modato kể lại việc này và thế là họ bắt đầu viết những câu chuyện trong đó họ mô tả tôi là người đứng sau tất cả những việc chặn cướp áo quần viện trợ. Tôi thường hay gặp những điều éo le như vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Tôi nhận ra rằng cha Modato đã có lý khi tìm đến tôi để lấy độc trị độc vì tôi là một chuyên gia về các việc ấy. Trước đây, chưa từng ai có ý nghĩ sử dụng tôi như vậy. Tôi đã nói điều này với cha Modato, tôi không bao giờ quên được phản ứng của ông ta ông ta còn ôm lấy tôi và nói với tôi rằng, con của cha ơi. Cả người con đầy những nọc độc, bây giờ con hãy bắt đầu học cách kiềm chế để các nọc độc ấy không làm hại ai nữa. Cha ban phước lành cho con về việc con đã làm. Tối hôm sau, tôi đã nhận được kết quả đầu tiên của việc ban phóc lành đó. Tôi đã gặp Yvia.